xa vào hầm ái kiến, khiến cho tất cả chúng sanh phải xa vào hầm ái kiến, bỏ xa con đường đạo giác ngộ. Cho nên bây giờ như thế thì làm sao mà biết đâu là con đường giác ngộ, đâu là con đường của ma? Chị nào biết nè, chị nào biết cái đó thì hay nè. Đó được, người này họ cũng nói thì đạo họ cao, giải pháp họ quý, kinh điển họ biết, họ cũng tu hành. Thì bây giờ đây là biết con đường nào giác ngộ để mình chọn. Cũng như hồi xưa mà có các vị thậm chí tới hỏi Phật, ngài cũng nói cái đạo này tốt, rồi Bà La Môn cũng nói cái đạo Bà La Môn khá là tốt, rồi các đạo khác cũng nói tốt, thì chúng tôi biết tin theo đạo nào? Nên tin liền cái lời của tôi nói, mà cũng đừng nên tin liền cái lời của tất cả các đạo giáo khác nói. Ngài nói rất là bình đẳng công bình, mà chỉ nên tin những điều gì các vị đã nói ra nó đúng chân lý, nó hợp với sự thật. Những cái điều đó nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người ở hiện tại cũng như tương lai thì điều đó nên tin. Ngược lại mình tin, dầu là đó là lời Đức Phật đó, ngài nói như thế tôi tin cho. Thì còn cái phần này, cái đó là nó đi xuyên qua cái phần này là như thế này nè. Bất cứ dầu cho ông thầy đó hay là ông sư đó mà ông có nói đạo cách gì hay đi nữa, nhưng mà tóm lại cái khi cuối cùng mà dạy cái phương pháp tu cho quý vị chỉ mà cứ chỉ là quý vị là phải lên tình đúng ra tìm có đức gì lạc mẫu thể hay là vô chùa đó tìm nó có Phật cũng mẫu thể này chứ gì là mình biết nó sao. Cuối cùng ông sẽ chỉ cho mình, quý vị nếu chưa giác ngộ được cái tâm linh á thì dĩ nhiên là nhờ những cái gì ở ngoài là phương tiện tu tập, nhưng mà cái chính yếu của quý vị đó, quý vị nên tìm được cái bản tánh thanh tịnh của mình, tức là Phật tánh đó, cái tuệ căn sẵn có đó. Trong kinh điển của Đức Phật cũng vậy, quý vị nên nhớ mẫu bộ kinh nào vậy, ngay như bộ kinh Anh Nghĩa mình học từ đầu tới cuối, hết đoạn này tới đoạn kia, cuối cùng là cứ chỉ tìm Phật ở trong mà, trong chân tâm, chứ không thể nào tìm Phật ở ngoài được. Nếu tìm Phật ở ngoài là hoàn toàn giả, là phẩm. Nếu có đi nữa, nếu có chứ không hẳn có, nó chỉ trở thành vọng. Mà từ cái vọng đó nó đi qua đường ma dễ. Ông phải dạy chánh định, tất nhiên định tĩnh trên chánh, mà nếu tâm định tĩnh trên chánh rồi thì coi cảnh vật ở ngoài nó là phụ thuộc, đó đâu phải là chánh. Cho nên có cái câu kêu là diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Quý vị mà muốn đi tu tập con đường giải thoát chân chánh á thì không có gì lạ hết á. Mỗi ngày cứ nhớ cái câu tôi nói đó, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Làm sao diệt cho hết phiền não? Từ phiền não lớn cho đến phiền não. Phiền não là cái gì? Là cái gì mà làm cho mình không được vừa lòng. Từ việc lớn đến việc nhỏ là sao việc được việc, nhưng mà đừng có việc cái kiểu như cây như đá. Việc nghĩa là bắt anh đi dọn đứng thế là không được. Có cái kiểu việc đó nữa đó, nghĩa là bắt anh đi dọn đứng nghĩa là còn cởi nó ngại thế để thứ đó là không phải là cái việc của nàng. Việc phiền não quá lần thường thân tình, tất cả những việc gì mình làm trong cõi lòng, nhưng mà đừng để nó xa. Làm việc gì việc lớn mình ra làm việc lớn giúp đỡ hầu hướng cái việc làm đó cho pháp giới chúng sanh, việc nhỏ giữ cõi, cho nên gọi là việc phiền não cõi lòng thường thanh tịnh thì Phật ở đó. Thế khi mà thanh tịnh rồi là Phật ở đó, thì Phật nó nằm chỗ đó. Chứ còn ngoài ở phiền não còn thì các tiền Phật ở đâu cũng không. Trước hết phải đoạn vọng dâm trong tự tâm. Trong tự tâm à, đây là lời chỉ dạy rõ ràng và thanh tịnh bậc nhất, mà cũng là quyết định thứ nhất của các đức Như Lai. Các đức Như Lai mà ra khỏi cái dòng truyền của ràng buộc đó là cái này là con là cái quyết định thứ nhất. Chư Phật Thế Tôn nhiều đời về trước,
dâm nhập các ngài, nghĩa là coi như đi một con đường này không có con đường thứ nhì thứ ba nữa, không có con đường thứ nhì thứ ba nữa. Thế nên tôn giả A Nan, nếu ai không đoạn vọng tâm dâm dục mà chuyên tu thiền định thì cũng như nấu cát nấu đá mà muốn thành tướng. Mặc dù có trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ là đá nóng cát nóng mà thôi. Cho nấu có cỡ nào, dầu cho nấu trong bếp điện có cái mức độ đặc biệt thế nữa, thì cát với đá nó trở thành cát nóng đá nóng mà thôi. Là tại sao? Vì sao vậy? Là bởi vì nó là cái đống đá giống cát, nó không phải là cái đống lúa giống cơm gạo, thấy không? Đó, nó đây, đó là giống đá giống cát, không phải là giống lúa giống gạo của cơm gạo. Thì làm sao mà thành công? Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là nếu tâm chúng ta chưa thanh tịnh, tâm còn lăng xăng trong cái vụ mà gọi là thế gian, thì làm sao mà được cái quả thanh tịnh được? Tâm còn đương đá đương sạn nó đầy hết mà làm sao muốn cho thành công được, khó lắm. Cho nên đây là con đường thứ nhất mà chư Phật đã đi. Ông mang thân dâm dục mà cầu diệu quả của Phật, cái quả nhiệm màu của Phật, mặc dầu có được giác ngộ chăng cũng chỉ là gốc vọng tâm vọng nhau đó. Dầu có được đi nữa cũng là cái gốc, nó cũng là vọng, nó không có đi tới đâu đâu hết. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong ba đường là địa ngục, quỷ đói và súc sanh, chắc chắn không ra khỏi. Có như vậy đó. Còn đường nào tu chứng niết bàn của Như Lai, chắc chắn phải khiến cho thân tâm đều dứt hết hạt giống dâm dục, cho đến tánh đoạn dâm cũng không còn nữa, cái tánh mà gọi là nghĩ đoạn dâm nó cũng không còn nữa, thì mới hy vọng chứng quả bồ đề của chư Phật trong mười phương. Đây là nói cái gì? Trực tâm thị đạo tràng, nghĩa là mình đi thẳng, cho nên gọi đây mới gọi là đại định thủ lăng nghiêm. Bởi vì nói đến đây tức là nói đến cái đại định, mới để cho quý vị thấy đại định thủ lăng nghiêm. Còn do đó cho nên chư Phật chư tổ, nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni này, thấy con đường này khó quá. Con đường này mà cho chúng sanh đời tượng pháp mà pháp, coi như tâm người từ các vị tái sanh thì đã rớt hết cả, cho nên mới chỉ một cái phương pháp khác cho quý vị, không phải là đại định thủ lăng nghiêm, mà chỉ cho quý vị con đường rời cõi. Biết rằng không phải niệm Phật tịnh độ mà về bên đó là thành Phật liền đâu, không có như vậy. Nhưng mà chuyển qua thế giới của Phật rồi dễ tu dễ tiến, bởi vì ở bên đó là không có coi là nhất lực chư thượng thiện nhân, chứ không có nam nữ, không có anh dương, thành dễ tu. Thì cái này là cũng tại vì hai tương đối này. Mà thật ở đây, ở cái cõi này mà tu được giải thoát thì cái chuyện đó nó quá coi như là nó hết sức quý báu. Nhưng mà khó cho đó mà Đức Phật biết, chư tổ biết, mở chỉ ra cái phương pháp gọi là tu và tịnh độ. Tuy nói là thấp trong nó thấp đâu, nếu mà nói về sự tịnh độ niệm Phật thì quý vị thấy như thấp vậy, nhưng mà nói về cái lý tịnh độ thì cũng nhất tâm bất động. Nói tới cái lý tịnh độ thì cũng tự tánh Di Đà, Di Đà cao lắm trong bản thường đâu, nhưng mà còn bước được, còn cái này là đi thẳng, cái này là đi thẳng, mà nếu không đi thẳng thì làm được, cho nên mới gọi là đại tịnh thủ lâm, đại gì như lời tôi giải nói đây cũng chính là lời nói của chư Phật đời quá khứ. Ai không y lời nói chân chánh chân mà tu hành, tức là những hạng người đã theo ma ba tuần rồi, mà theo ma ba tuần này, ba tuần cái giảng 58 như này, ba tuần này. Phàm là đệ tử Phật muốn tu hành giải thoát, có bổn phận phải phân biệt sáng suốt thế nào là Phật,
thế nào là đi vào đường ma, thế nào là Phật. Bây giờ tôi có ý kiến giúp cho quý vị liền, thế nào là Phật, thế nào là đi vào đường ma, nghĩa là chúng ta trực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật, coi như là đi thẳng tấm lòng của mỗi người chúng ta mà tìm Phật. Cái vấn đề tìm được sớm hay là chậm, chứ là dễ hay là khó, cái đó tùy mỗi người, cái đó nghĩa là nó không thể giúp được được, nhưng mà cứ phải tìm Phật. Và nếu mà tìm Phật thì thấy không? Ví dụ như là nói phải cẩn thận, ý nghĩ phải cẩn thận, hành động phải cẩn thận, nhất cử nhất động phải cẩn thận đó. Bởi vì những cái đó là cái gì, cái đó là cái trở về với cái Phật tánh mình hết. Còn ngược lại có thể nói rằng thôi được, cứ việc mình giọng cứ nói lên đi, nói trên đại giọng đi, rồi để chiều mai đi chùa sáng hôm đã hết rồi. Thế tức là tiền Phật ở ngoài thánh chứ hay gì thôi. Dạ, dạ. Thế bởi vì lời của Phật dạy nói rằng sau cái chuyện này đáng lý ra, nhưng mà 4 năm về trước thì cái chuyện này là nhất định phải căng tay áo tới. Nhưng mà thôi bây giờ cứ nhất định nghe cái bài giảng cái cũng thánh thế đó, thôi mình thủ khẩu như mình, mặc dù cái lúc đó còn ấm bức rồi. Kỳ sau 3 tháng sau nữa quý vị thấy mát mẻ, cứ quý vị trở thành như vậy từng 10 lần lòng quý vị mát mẻ, trong đó nghe người ta hàng không, người ta chửi bới cho đến nỗi người ta muốn kêu là ăn thịt mình nữa cũng như là không thích nhận, đó là tôn cao đó. Chứ còn nói là không được đâu, ngày mai chiều mai là 14 trở đó mình cứ làm tạm cho cái đầu để cho nó ăn tiếp thì ngày mai sáng không cũng vậy đó. Còn thế nào đi vào đường ma, tất nhiên là chạy theo. Chạy theo cái gì? Chạy theo ở sân si nó kêu mình chạy theo, ai ố nó kêu mình chạy theo, phiền não trọng được nó kêu mình chạy theo, thì đó là đi vào đường ma. Ngược lại chặn cho nó được cái đó là trở về đường Phật. Ma là gì? Ma tức là mê, mà Phật tức là giác. Cái gì mà hỏi mình tỉnh giác một chút là ngon lành, thấy không? Bất cứ việc gì, dù cái việc đó đáng lý là 3 năm về trước là mình phải tính toán kỹ lưỡng làm được. Buôn bán là chuyện gì mà có hại, chuyện gì đó nghĩa là đồ mình quyết định ăn. Đoạn tâm sát hại ở trên kia là cái gốc sanh tử luân hồi. Bây giờ tới cái thứ hai là cái gốc quả báo liên truyền tới ngày nay. Cái thế giới này quý vị thấy có khi nào cũng đến đâu? Từ thế giới ảnh hưởng tới quốc gia, từ quốc gia tới xã hội tới gia đình, có khi nào đi? Là bởi vì cái trên chưa giúp, cái thứ nhì đây chưa đoạn, cái thứ nhì là mệt sát hại, kêu là cái quan quan tương báo không bao giờ giúp được. Chứ nếu y theo lời Phật dạy trên thế giới này giữ 4 chữ này thôi thì cái thế giới này trở thành cực lạc, trở thành niết bàn liền lập tức. Nhưng mà hỏi làm sao, đã là nhà ra rồi thì làm sao mà nó như vậy? Cái thế giới đặc bà này đó là cái nhà ra thì làm sao mà yên được? Thì bây giờ đây chỉ nếu ai muốn yên á là phải giữ cái tâm nó yên đi. Chứ còn cái cảnh nó như vậy rồi thì cái thế giới ta bà này cũng vậy rồi. Đừng có nói, quý vị cứ nói rằng là nhiều khi ở chỗ thành thị này nó ồn quá, tôi tìm cái chỗ nào cứ không dừng ồn vô trọng thể, nó có tiếng ồn của cột beo rừng xóa nó đủ hết. Thì bây giờ chỉ có cái gì? Tâm tịnh rồi thì Phật mọi thứ, tâm bình rồi thì thế giới này. Ở giữa nhà ga thiên hạ đi lại tấp nập, nhưng mà mình nếu mà ngồi tĩnh tâm thiền định đó được. Bởi vì thế giới ta bà này là cái nhà ga, có nhiều người phải đặt câu hỏi, nói đạo Phật nói về đạo cứu khổ toàn vui, và đạo Phật đã có mặt trên cái vũ trụ trái đất này là trên 2526 năm về trước hơn, và tới ngày hôm nay dân chúng cũng vẫn còn. Mà người theo đạo Phật là can khổ nữa, người ta hỏi vậy đi, đạo Phật không có nên gì, không có công gì cũng được, về không có. Có nhiều người nhớ nó cảm nghe vậy đó,
nó đã chưa bị giải thoát. Bởi vì đời này, như tôi vừa nói, thế giới ta bà này, nó cũng như là một cái nhà giáp thế nữa. Nhưng mà quý vị nên nhớ, những cái chiếc xe lửa đó không phải là vô công dụng, nghĩa là không có công hiệu đâu. Những cái chiếc xe luôn luôn đưa bộ hành tùy theo cái vé, tốn tiền nhiều lúc có cái vé họ đưa tới nơi tới chốn, có cái vé đưa nửa chừng, có cái vé đưa ngày ra, không hẳn đưa. Đạo Phật cũng vậy, nghĩa là khi đạo Phật có mặt ở thế giới này luôn luôn đưa chúng sanh tới cái chỗ an vui, nhưng mà tùy cái sự tu trì, tùy cái công đức làm, tùy cái thóc thánh tài tài của đó. Nếu có cái của nhiều thì mua một cái vé ngon lành đi về tới Tây Đức ngon lành, còn nếu không có thì đi đâu ai đâu ra được chứ. Nó rất tùy. Thì đã là cái nhà ga thì không bao giờ kêu là yên tĩnh được. Nhưng tuy nói như thế không có nghĩa là những cái chiếc xe đó, những cái nhà ga đó vô dụng đâu. Đưa người dẫn đi, đưa người ngày nào cũng đưa. Cũng như vậy, ngôi chùa, nói riêng là một ngôi tự viện, một ngôi chùa thôi, hàng ngày vẫn làm đạo, tuy là không phải tạo thành một vị thành Phật sống liền, nhưng mà cũng là bớt tham sân si, bớt chuyện này, chuyện kia, tu tỉnh thì đó cũng là đổ đau, cũng bớt khổ được vui. Đó là nói về cái chiều, gọi là cái chiều rộng. Còn cái chiều sâu thì nghĩa là cứu khổ đặc biệt chúng ta không, nhưng mà được cứu khổ hay là không á là tùy cả mọi người. Đứng ở chiều sau hiểu được đạo lý tập thành hiểu lý rồi mới thấy được cái cứu khổ, cái cứu không là sao thế. A Nan, bây giờ tới cái phần gọi là giết chóc lẫn nhau, cầu đời cầu này qua kiếp nọ này. A Nan, nếu chúng sanh trong lục đạo giúp trừ sát sanh thì chắc chắn không bao giờ bị nghiệp báo luân hồi sanh tử tiếp nối đó. Sát nhất mạng phải hoàn tha nhất mạng, ăn kia tám lượng phải trả lại nữa con. Một con là mệt à. Đó. Thì từ hồi nào tới bây giờ mình biết qua bên đây đỡ đó, bên đây sau này thì mình chỉ lãnh chứng giấy, nếu mà còn ăn thì lãnh chứng giấy để nếu mình trả cái cộng nghiệp thôi, chứ còn ở bên mình là nhất định phải ra, để ra tay, để ra tay. Chắc là còn bên đây đỡ là tao mấy thì họ làm sẵn, nếu mà ấy thì mình tới cái việc vô gì. Nhưng mà sau phải hả? Thì cái gì nói chuyện khác nữa, nhưng mà đây nói là chưa nói á. Sau này chắc tôi bộ không mua thằng nó còn một mạnh dạng quá vậy. Đúng vậy. Tại vì mình không mua người ta mới sản xuất, nhưng mà mình đòi hỏi cái đó thì nó quá xa đi. Bây giờ mình cứ hiểu cái chuyện gần đi, là nếu mà có nhiều người ta nói gì, nói như vậy là mình tránh khỏi cái lưới sát sanh rồi. Qua Tây Phương thì dạ Bạch Thầy, giữa tôn đó là bởi vì mình cá đã làm sẵn, nó cầu tư là Bạch Thầy ăn bốn người không làm sao hết, chứ ở nhà con làm mười mấy con gà ngán ngán quá đi, nó kêu quá đi. Có nhiều người nói thiệt vậy đó. Cái trực tiếp á nó có một cái điểm lực khác, mà cái gián tiếp nó có một cái điểm lực khác. Nếu mà mình vào ở trong cái đó tới gì đó, khi mà mình có cái trí bát nhã đó rồi mới phân tách ra, chưa có cái trí bát nhã đầy đủ khó phân tách lắm đó. Cho nên người ta mới nói rằng hàng ngày giữa bát canh ăn quán sâu bể thẳm hận bằng nón cao, muốn hay binh lửa thế nào hãy nghe quán chào tiếng gào để không nói theo chỗ ăn không. 4-5 giờ khuya bên đây thì nấm chua, bên kia thì bên đây thì không có vậy. Bên đây một lần mà nó nên đưa vô trong một cái máy đó thì ngàn cứ được như thế nào, là mình cứ đổ tiền lên đó mình đem về. Nếu vậy là chịu khó tổng giảng sang 21 tiếng thì cũng đỡ. Làm theo chánh định nhĩ căn viên thâm, làm theo chánh định tức thật hành theo cái con đường chân chánh đại định, theo một cái nhĩ căn viên thâm, cốt yếu là ra khỏi trần lao, song nếu không cấm tránh đức sát sanh
hoặc không bao giờ, chắc không bao giờ ra khỏi tầm lao được. Đó. Nếu mà còn cái sự sát sanh thì nó quan quan tương báo thì làm sao ra khỏi tầm lao. Dù có nhiều trí thiền định mà không đoạn tâm sát thì dễ bị lạc vào thầm đạo. Nhớ nè, cho nên bên thầm đạo người ta cúng phiếu, người ta sát sanh nữa. Thầm đạo chủ trương một lần tới thầm là phải giúp dê hoặc là giúp bò hoặc là giúp heo để mà lấy cái quyết mình có thế. Nhưng mà cái đó mình thấy rõ ràng là lạc, lạc con đường tránh thôi, lạc con đường tránh. Cái đó là chẳng qua là một cái chủ thuyết thôi, mà mình thấy cái chủ thuyết nó sai. Ngay Đức Khổng Tử ngài cũng nói lên liền, ngài nói lên liền chứ ngài không để đầu sau này mình mới luận. Lúc đó ngài nói là bất vị tế hưởng như giáng phước, bất vị thất lễ như giáng họa. Không phải thần đạo vì cái sự tế hưởng đó mà xuống phước đâu, hay là không phải vì thất lễ mà xuống họa cho mình đâu, không có. Họa phước vô môn, duy nhân tự chịu. Cái họa phước nó không có cửa thiệt, do nó mình dời nó, mình muốn mình mang lại, mình mua kêu nó lại, mình mang nó lại. Thiện ác chi báo như ảnh thì hình. Cái vấn đề quả báo thiện ác cũng như phóng ra là, cho nên trước hết á là một cái đoạn. Đừng có nói gì về thế giới thứ hai, cái luật nghi thứ nhất á, đoạn cái thứ gì là đoạn sát hại. Cái sát hại này không phải mình cầm dao, mình cầm dụng cụ mà ra giết một con vật đó mới gọi là giết đâu, cái đó mới gọi là đánh tướng. Nhưng mà vì đến tám là suy nghĩ, cái nó phải bớt, phải xa, phải gắn làm thế nào để muốn giải thoát là phải như thế. Còn không muốn giải thoát mà còn nhắm làm cái này không được. Đây là tôi muốn nói thực tế để cho quý vị có thể hành trì được. Nếu mà nhắm mà cái chuyện này làm chưa được về mình đọc đi đọc lại sao không qua gì sao mà làm sao đại định tú là nghiêm thì sau thiên tâm niệm Phật đây tỉnh sau chủ trì rồi thì sau chủ chắc ăn hơn. Mặc dù là đớ nghiệp vãng sanh, nghiệp mình còn mang, đó là nó dính, nó mang, nó đeo theo, nhưng mà vẫn vãng sanh. Là bởi vì về một cái thế giới nó an lành, nước chim rừng cây nó sao chặt điểm thiên thức không có sẵn lành nhiều lắm bên đó. Chứ không phải nhưng mà ở cõi này đi 3-4 ngày gặp người bạn lành ít có lắm, mà bạn giữ thì thành. Nếu mà không làm cái này được thì quý vị cố gắng tỉnh chủ niệm Phật, còn nếu làm được thì số 1 là con làm rồi, không có nói, không có không có không. Thầy, thầy nói như này đó, mà thế giới của Phật thì cấm sát sanh, mới mà còn cái ông công gì ra hồn, ông sát sanh quá, ông nói ông thầy tu. Công nhi tức là đó, vì con mắt phàm của chúng ta có thấy thì nhiều khi kiếp trước của ông Nam, ông cũng đứng cầm một cái đạo binh nào đó, một cái quốc dân nào đó rồi bị người ta sát hại. Nhưng mà trong đó ông cũng có một sức tu về thần đạo, ông cũng có tu quá nghe, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà rồi nó sanh qua lộn lại để mà nó cả cứ là quan quan tương báo. Nhiều khi con mắt phàm của mình không có thấy rõ, mình chỉ nhìn trên cái việc hành động hiện tại mà mình đánh giá thôi, chứ còn có cái gì mà hiện tại đâu, phải không? Ví dụ như ngày hôm nay mình ngồi mình nghe mình biết thấy viết chữ trên này được là bởi vì thời gian trước bên mình đã có học. Mình nói cái sơ cái ví dụ sơ vậy, thành cái gì nó đều có lót lan cái năng nắp hết á. Nhiều khi mình không thấy, mình không có cái trí mình chưa có sáng tỏ được 2 hay 2 là 4, nhưng mà những cái người ta sáng sơ là cũng biết mà, là đó biết và biết đó là như vậy đó. Cho rồi không bao giờ mất, không bao giờ mất, rồi nó trở lại. Hoặc là chính đích thân những nhóm người đó, mà thường thường á là nhất là nợ mà nợ máu xương, nó lại chất chồng lại mau cao mau đài mau thành ra cái đó. Chỉ có là người ta phải, cho nên quý vị nên nhớ, nếu là Phật
mà đem những giáo lý này mà giảng dạy cho con em từ nhỏ tới khắp hoàn toàn thế giới hết thì nó lão thuyết nó đi. Sau khi nó lên nó làm tổng thống đó con em đó, làm thủ tướng, làm những giữ những cái gì quan trọng của thế giới, của quốc gia, của xã hội, nó lão thuyết. Do đó mà người ta nói rằng phải truyền bá rồi, phải đem cái tiếng sáng giác ngộ đó mà thì quả mới có thương đời, mới thương con cháu, mới thương dân tộc, mới thương nhân loại trên thế giới. Chứ còn nói cái miệng nói thương không mà không chịu đem những cái này giảng giải tỉ mỉ từng câu, chứ không phải là in sách ra được đâu. In sách thì người ta không thể coi, phải giảng giải. Mà giảng giải cũng không phải là dễ, phải đi từ từ, từ từ, từ từ, từ quyền đến thật, từ tiện đến đốt. Đó, đó cái điểm đó, đó. Thành ra mình phải làm thế nào, cũng như người ta nói ở bên nhà nói, phải cất một ngôi chùa coi như là dược được một cái nhà lao. Đó, cái đó có. Mới nói nghe qua thì mới nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà đó. Bởi vì người ta đến cửa Phật rồi thì không có chuyện nhiều là chuyện ít. Người ta khi nhìn lên tượng Phật rồi thì dầu thế nào đi nữa cũng có cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng một chút tốt. Mặc dù cái hát nghiệp vô minh người ta quá sâu dày, quá cao, quá nặng, nhưng mà cũng vẫn thì từ cái đó. Còn những cái người có học vấn lành sẵn thì nhìn đến là muốn tiêu là một bất tạm xả mắt, không bao giờ muốn rời khỏi cái sự mà chánh pháp hay là hình tượng. Thành ra cái điểm đó là cái điểm mà mình phải người đi trước, cái trách nhiệm nó còn nặng nề hơn người đi sau. Quý vị biết được chút ít đạo lý rồi, một là trước là lo cho mình, sau nữa mình phải làm sao lo cho người đây trước hết là người thân trước, là cho gia đình, kế đó là tất cả chúng sanh đó. Cho nên là chùa mở pháp hội đạo tràng cái mục đích chính là chỗ đó đó, còn tất cả những cái khác cung bái lễ lại nghi lễ chuyện này chuyện cái đó là phụ thuộc hoàn toàn. Mà cái phần chính yếu là làm sao mà đưa những cái pháp dược này, cái thuốc pháp này để cho người đời ít nhất cũng phải uống một chút, để cho cái căn bệnh tâm bệnh của chúng sanh bớt lòng. Nó cần thiết ghê lắm. Cho nên những người mà thức thời mẫn thế làm sao quên cái vấn đề đó. Thượng phẩm ở bên sát sanh này cũng có nè. Những cái hạng thượng phẩm á thì làm quỷ có thế lực, nó biết đâu mình nói hồi nãy đó, cái gì đó cũng làm quỷ có thế lực, có thế lực mà người ta thấy ta sợ mà đó là quỷ. Mà quỷ là gì? Là người ta thấy ta sợ đó, thật chết dân chúng nó thật chết. Còn cái hạng trung phẩm á thì làm quỷ giả xoa. Trung phẩm á, tất nhiên là cái hạng mà trở lại trung phẩm cái bậc thường á, tạo dịch sát mà thường thì làm giả xoa. Còn giả xoa này bay giữa hư không với các quỷ soái nhá, cũng như quỷ chúa. Hạ phẩm thì làm quỷ la sát đi trên mặt đất, cũng có đông đệ tử và đồ chúng ở khắp nơi đó, khác cũng đúng hết. Đó. Các loài quỷ ấy có tính háo thắng sâu hiểm, háo thắng chiến đấu tới cùng, nhất hết thôi. Người nào họ nghe lệnh cứ dịch nhất, háo thắng sâu hiểm đủ hết, ngã mạn khinh khi, kiêu căng, tự cho là bậc nhất trong quốc gia đó, tự cho là bậc nhất ở trong thế giới, nhưng mà sự thật là vô minh. Nói hồi xưa quý vị thấy không? Các ngày mà thiệt là thánh nhân đấy. Người ta đâu có cần gì dùng của tên như thế này. Ví dụ như Đức Phật, hay là ví dụ như Đức Chúa, hay là ví dụ như Đức Khổng Tử. Người ta chỉ truyền bá đạo lý thôi, đâu có cần gì sức mạnh. Bởi vì cái sức mạnh đó, rồi có ngày nó sẽ yếu, nó sẽ tan. Cho là cao nhất, đắc quả cao nhất, xưng hô trầu sang xuống, con nữa là đủ kiểu hết. Sau khi
tôi nhập diệt, Đức Phật nói sau khi tôi nhập diệt, trong thời kỳ mà pháp có nhiều dòng dõi, các loại quỷ ấy hiện ra khắp nơi trong thế gian. Cái chuyện nó nói trước vậy, khắp nơi trong thế gian tự nói rằng ăn thịt mới đắc đạo bồ đề. Nó ăn thịt mới đắc đạo bồ đề, thấy nó uống được nó tới trong nó ra có có những người nói nó ăn thịt uống được mới đắc đạo bồ đề. Rồi này anh em, tôi tạm cho một số tỳ kheo đâu, đây là Đức Phật dẫn này, quý vị hiểu cái đoạn này để xong mà biết nè. Bởi vì trên lúc mà Đức Phật cho chư tăng ăn tham định dục thì không thấy người ta giết mình ăn, thì không nghe người ta giết mình được ăn, thì không nghi là không phải thịt con thú Phật thiệt, mà Đức Phật dùng cái sức quá hiện giống như thịt để mà nuôi. Thì cái điểm này nếu mà nói thì mà người ta mà chưa hiểu hả? Bên bên quân sĩ thì ăn mặn, ăn mặn thì cho bên đây có ăn mặn, cho bên đây có ăn thông thôi. Thì nó ăn thịt, thì nó ăn thịt, thì nó ăn mặn. Cho bên đây cái không nó chở gì nó chở nó chở xe nó nè. Để cho nghe nói là cái ruộng nó ruộng không dám đắp đặt, tự do cũng hưởng. Anh em, khi tôi tạm cho một số tỳ kheo đau ốm ăn ngủ tịnh dục, ngủ tịnh dục á, thì chúng ta thấy thì không thấy người ta giết ăn được, thì không nghe người ta giết ăn được, thì không nghi người ta giết mình ăn được, thì con thú nó tự chết và thì con thú nó sau này luận giải nó như vậy. Nhưng mà cái đoạn này Phật nói lúc đó là Phật vì lòng từ bi, bởi vì tuy theo ông Ngài tới 1250 người. Và nếu mà không có phương tiện thì đúng cái lúc đó là cái lúc nắng hạn, cái lúc mà không có rau cải, mà nếu không thế thì các vị thì cứ còn phàm tăng có thể chết theo đường hết. Cho nên Ngài có phương tiện để ông này nói này. Nhưng thịt ấy do thần lực của tôi hóa sinh, chớ không có mạng căn, chớ không có mạng căn. Đất của dòng Bà La Môn ẩm thấp lại thêm có đá sạn, tức là lúc đó ẩm thấp khó trồng khó trọt mà lại có đá sạn, nên loài thảo mộc khó sinh sản. Một lần nữa tôi nói lại cho ông đó, tức là nói nhẹ nhàng, bất đắc dĩ tôi muốn tạm dịch, tạm dùng thần lực biến hóa ra thịt cho các tỳ kheo đau ốm ở nơi khó trồng thảo mộc để thọ dụng cho có vị mà thôi, chứ không phải là thịt thật, không phải. Còn bây giờ đây thì thịt thật, hai cái nó khác nhau. Thì thịt thật nếu mà không có tự tự sát thì giáo tha sát, mà không có giao sát thì kiến sát tùy. Thành tốt hơn không về cái thực là tốt nhất, dễ tu dễ hành, đó là nói như thực nha. Do cũng vì cái lễ này mà mới có ăn chay mà phải tập, bởi vì sợ người ăn từ nhỏ tới lớn con vậy chứ ăn chay không dễ đâu, nó sốt ruột lắm, ăn cho nó đói liền. Có nhiều người nói mà ngay cả mấy ông sư cũng vậy, nó cũng ưa đói, nhưng mà rồi nó quen phải tập, do đó cho nên mới tập ăn chay kỳ hai ngày rồi tập lần đó, hai ngày rồi bốn ngày rồi sáu ngày rồi tập lần lần lần. Ai đã muốn dứt khổ sinh tử và đã hoàn toàn ly gia các ái, làm vị tỳ kheo tu hành giải thoát thì đương nhiên phải trường tay giáo sát. Sau khi tôi nhập diệt, những kẻ ăn thịt chúng sanh làm sao được gọi là Phật tử, là con của Phật, khó lắm. Nên các vị nên biết, nói chung những người ăn thịt chúng sanh dù có được tâm trí mở mang thực hành đại định cũng chỉ thành quỷ la sát có thế lực. Dù là đại định đó, nghĩa là thực hành đại định cũng chỉ thành quỷ la sát có thế lực.
hưởng phước báo hữu lậu trong thời gian, nghĩa là cũng có hưởng phước báo hữu lậu trong thời gian thôi. Khi phước báo hết, dĩ nhiên bị chìm đắm nơi biển khổ sanh tử. Những người ấy chưa phải là đệ tử của Phật, đó là hạng người ăn thịt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, tương tàn tương sát, oan oan tương báo, nghiệp dữ vay trả lẫn nhau, vay trả trả vay mãi, khó mà thoát khỏi các cõi phàm luân hồi đau khổ. Anh em, từ nay về sau ông cố gắng chỉ dịch dạy cho loài hữu tình học hành phương pháp chánh định, tức là đại định của Lâm Nghiêm này, phải dứt sự sát sanh nên dứt đi tốt hơn, hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát thì hỷ. Đó là lời minh huấn về nghĩa quyết định của thứ hai, quyết định thứ hai của các đức Phật đời quá khứ và của tôi trong đời hiện tại. Anh em, nếu tu đại định để giải thoát mà không chấm dứt sát sanh, chẳng khác nào như người tự phải tu nè, tự bịt lấy hai lỗ tai rồi la lớn lên, bịt hai lỗ tai lại rồi la thôi, la lớn lên, rồi muốn cho kẻ khác đừng nghe thì thật là bịt tai rồi la, rồi mở rồi biểu ông ấy ông đừng nghe gì hết á. Ấy là hạng người muốn giữ kín đáo, mà không những có sự kín đáo, mà không những có sự kín đáo, lại còn la lối ôn tồn vậy. Chẳng những là kêu là hạng người muốn giữ cái sự kín đáo, mà không những có sự kín đáo, lại còn la lối ôn tồn vậy. Các Bồ Tát cùng chư tỳ kheo trong sạch lúc đi đường, không bao giờ nhổ hay là đạp cỏ sống hay cỏ sống, thì làm sao lại đem tâm đại bi lấy mau thịt của chúng sanh mà ăn sống nữa. Chính trong luật tỳ kheo dẫn đó, nghĩa là những cái cây đưa sống mình không nên bẻ, những cái cỏ đưa lên mình không nên đạp dập. Các thầy tỳ kheo nào ăn chay giữ giới lại không ăn nhũ lạc đề hồ, biết nhũ lạc không, tức là bơ với lại phô mai, không mặc hàng hóa tơ lụa do loài tầm sanh ra áo cừu vật sanh ra, hoặc áo cừu, áo bào. Áo bào là cái gì? Và các thứ y phục do lông thú làm ra, cũng không mang giày dép bằng da con thú. Cái này cũng khổ hơn. Thì các bậc tỳ kheo ấy là bậc chân tu giải thoát trong đời. Để xong việc mang giày như vậy. Quan gia, quan chứ phải quan nha. Giúp quan gia túc trái, để giúp được cái quan gia túc trái không còn bệnh lắm sao nó đòi. Nhân tình lượng rồi đi tình lượng. Khỏi nạn sanh tử luân hồi, đau khổ trong ba cõi, cõi ngã. Vì cớ sao? Bởi vì dùng một phần của thân mạng nào, dùng nó. Dĩ nhiên kết quan gia túc tái với thân mạng đó, dĩ nhiên à, không tránh khỏi ác nghiệp trả vay, cũng như kẻ ở thế gian ăn hạt lúa ở đất. Dĩ nhiên chân khó lìa mặt đất, lại mình đây không được. Là bởi vì ăn lúa bánh mì, không bánh mì nó còn nặng nữa. Ở bên tiếp thiết Ấn Độ là dạng khác, dạng được tức là bà hôn dạng khác. Đầu tiên á, là một số người ở trên cõi trời phạm thiên, mà thấy đất cát ở dưới này ngon lành á, các ngài mới từ trên cõi trời phạm thiên theo cái yến sáng đó mà xuống dưới này. Cho nên cái tiếng phạn á, tiếng sanh si, tiếng Bali là nói phạn ngữ, là tiếng phạm thiên, từ trên cõi trời phạm thiên đưa xuống. Nước của sông Gang Ấn Độ là nước từ cõi trời phạm thiên chảy xuống, ta tin chắc như vậy. Cho nên các vị trời đầu tiên xuống này để coi thử thế nào.
cái này xuống rồi ăn những cái chất mà nó mọc từ dưới đất lên như cây trái đủ thứ đó, còn bay lên không được. Rồi xuống làm thủy tổ rồi từ cái này làm rồi từ cái này, từ đó giờ nó sẽ con được nó ở bên trước cái Ấn Độ nó như vậy, nó khác với trước trước được chưa nhau. Còn Phật giáo không phải nói như vậy, Phật giáo giảng khác, nhưng mà tôi nói cái đó là cái trước trước của Ấn Độ, họ tin rất kỹ lưỡng. Họ nói dân mình mà những dân người thế gian này là nhất là dân Ấn Độ, dân bên đó, và những người nào á mà gọi là thông minh trí tuệ thì người ta cho nó là coi như là con cháu của Phật. Họ mới đặt ra là bốn giai cấp đó, giai cấp và khác đế lợi, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Tỳ Kheo Xà, giai cấp Cổ Đà La. Thì họ nói phải theo bốn giai cấp đó mới là bình đẳng. Nếu mà phá bốn cái giai cấp đó là bất bình đẳng. Mình mới nghe coi nó kỳ lắm, nhưng mà khi nghe mà họ giải thích ra cũng có lý đó nhỉ, không phải tầm đâu. Là bởi vì vậy nè, họ nói rằng những cái người trước đây người ta đã tạo cái nhân sát thế lợi, mà bây giờ mình biểu người ta đi bưng nước, bưng đồ cho người khác uống thì coi đâu có được. Nói thế nào, cái bình đẳng của Đạo Phật là bình đẳng tâm linh. Còn cái bình đẳng của Ấn Độ giáo là bình đẳng của xã hội Ấn Độ. Hai cái khác nhau nha, chứ nếu mà học kỹ, phân tích tỉ mỉ á, ở bên sở dĩ mà Phật giáo với Ấn Độ giáo không thể gặp nhau được á, là bởi vì Ấn Độ giáo luôn luôn nói rằng làm cái việc nghiệp báo luân hồi người ta tin lắm, tin hơn ở bên đây. Nhưng mà cái nghiệp báo luân hồi nó cũng phải do Phật chủ động. Ngược lại Đạo Phật thì nói tất cả nghiệp báo sanh tử luân hồi là do mỗi người mình chủ động. Hai cái khác nhau, chúng đâu đó. Mình học đạo là mình phải biết cái nào khác, cái so sánh là biết cái nào khác, cái nào giống. Chứ hai bên cái chiếc chiếc giống gần giống thật là sanh tử luân hồi. Và đó có đủ kiểu, nhưng mà khác cái Đạo Phật không phải không đâu. Là bảo gì Đức Phật nói rằng mỗi người chúng ta bình đẳng như nhau. Bình đẳng cái gì? Phật tánh bình đẳng. Cái tánh biết cho đến tất cả trầm thú vạn vật cũng là bình đẳng. Tại vì nó đa kiếp lu mê cho nên nó không có thông minh như người khác. Còn những cái người thông minh cao kiến đó là có cái sự hồi tâm hướng thiện. Ngược lại ở bên Bà La Môn giáo nói nhất nhất cái gì cũng do Bà La Môn mà ra. Đó là tức là Hạnh Thiên. Ai mà khéo sử dụng thân tâm của mình ở đời giữ năm trượt, biết rõ cuộc đời sanh tử vô thường khổ đau, đồng thời biết thương xót số phận của các loài khác, rồi thân không tham ăn tham mặc, lòng chẳng ham muốn lẫn danh tài sắc và các vật chất xa hoa phù phiếm, sống cuộc đời thanh cao bình dị. Tôi Đức Phật nói tôi cho hạng ấy là bậc giải thoát đau khổ. Càng nhập vô đời thì càng khổ. Sau khi con nhập diệt, ai giảng đạo như tôi đã thuyết, đó là lời nói chân thật của Như Lai. Nếu lời nói trái lại, tức là tà thuyết, cái đó là đọc của các loại ma ba tuần. Phàm là đệ tử Phật tu hành giải thoát, có nhiệm vụ phải phân biệt rõ ràng đâu là Phật, thế nào là ma. Hai giờ rồi, các con phải giảng một tuần. Đã nghe đầu năm, tức là đoạn thứ nhất là nói về sự tâm dục. Ở trong kinh Chiêu Pháp, nếu người ta nói đó, gái trai không phạm dâm tà, thân hình sạch sẽ như hoa thơm lùm, lại thêm đoan chánh tư dung, tự nhiên đức hạnh sạch trong lòng. Đó là kết quả của tương đối là tương đối, tương đối, tương đối là tương đối tương tâm. Còn nói tới đoạn tâm sát hại, thì trong kinh Chiêu Pháp chú nghĩa cũng có nói ai không sát hại sanh linh, tuổi trời tường thọ, thân hình tốt tươi, tức là sống lâu, tuổi trời thì là tuổi sống lâu, mai sau được hưởng ngôi trời, tự nhiên giàu có trong ngoài. Tự nhiên giàu có trong ngoài cũng xoa, nghĩa là trong hai cái giới đầu đó. Nói tóm lại thì ở trong này nó khác quá đi, là nói để mà xứng với đại định của Lăng Nghiêm. Còn ví dụ như mấy cái giới mà quý vị Phật tử tại gia mà họ
cái chân tâm của mình nó cứ bị lẳng quẩn trong cái dòng ái nhiễm, cái dòng sát hại, nó vân vân, cho nên nó không có được kêu là lưu xuất, không có được kêu như là sợ thể nhập lại chân tâm. Mà bây giờ muốn thể nhập chân tâm chỉ có con đường tu tập, mà mỗi những ngày nay người ta phải tiếp tục tuần sau tiếp tục giảng để quý vị rõ thêm hai cái phần sau cũng là quan trọng đó. Mình mời quý vị ngồi. Thiên Long Bát Bộ thì chép trọn bộ kinh là cánh văn không,
chúng tôi giảng đây là giảng cả 9 giờ, đó nó bị hư hết đi, nhưng máu nó thì nó thấm luôn. Nhưng mà bà Hậu biết được cái cách khi mà sang Tàu rồi, biết có một cái loại thuốc hóa học của bên Tàu, thành nó bỏ nó buông hết, rồi chữ nó trở lại nó rõ ràng. Từ đó mới dịch ra tiếng Trung Quốc. Thì bây giờ bộ kinh năng nghĩ là dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng các thứ tiếng. Dĩ nhiên là Nhật hay là tiếng Đại Hàn thì đương nhiên là tiếng Việt Nam đương nhiên là. Chúng tôi muốn thưa lại để quý vị rõ điểm đó. Thì cái cốt yếu của bộ kinh Lăng Nghiêm á, chỉ cái gì? Thiệt ra phải nói tổng quát một chút. Có nhiều vị chỉ nghe mấy tuần nay hoặc là mới nghe mà đưa được mà còn nghe dưới chừng là khó hiểu. Vì sao? Vì có nhiều điểm nói quá cao. Bởi vì bộ kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất cao quý. Thì chọn cái bộ kinh Lăng Nghiêm này là Đức Phật chỉ tâm tiến hạng tôi là chiết ta, tiến hạng là tâm ta, là tâm chiết ta tâm. Mà bởi vì tâm nó chia làm hai, không phải tâm chia làm hai, nhưng mà tại vì chân có vọng. Hiện bây giờ chúng ta sống là chúng ta sống luôn luôn với đó. Còn cái chân tâm của mặt trời sáng của chúng ta thì lại không bị bao nhiêu những cái mây mù, bị bao nhiêu những cái gì nó che khuất, cho nên chân tâm không được hiển lộ. Bộ kinh này, đương cơ của bộ kinh này là do ngài Ngài An Năng là một vị đệ tử lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 10 vị đại đệ tử, tức là thập đại đệ tử. Mà Ngài An Năng là một ở trong 10 vị đó. Thì Ngài làm đương cơ. Thường thường Đức Phật xuất pháp á, những vị chắc cũng biết. Có những bộ kinh á, phải có người đứng ra hỏi Đức Phật có ta làm. Có những bộ kinh á, vì những cái sự thắc mắc của trong hàng thấp chúng cho nên Đức Phật đem ra giải tỏa. Có những bộ kinh á, Đức Phật biết cái căn cơ của chúng sanh, cái trình độ của thính chúng, Đức Phật đưa ra để mà giảng giải. Có những bộ kinh á, có một cái lý do, một cái nguyên do, một cái đương cơ, lý do để mà Phật không nói. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm này, cái lý do là Ngài An Năng trong hàng đệ tử của Đức Phật á, thì Ngài là một vị công cán nhất. Ngài là một vị có thể nói rằng, nói cho thế gian là nói cho thế gian là một người công đấu nhất, đàng hoàng nhất, kêu là có thể nói rằng là một người dễ coi nhất. Đó. Do đó bởi vì thì ta đó ngày anh nói cho nên ở trong cái cốt chuyện mà Đức Phật nói chỉ cái vọng tâm để cho ngày anh ăn, thì ta không phải là ngài không có nhất, nghĩa là ngài bởi vì chúng ta đã hướng dẫn là ngài thay chúng ta, chứ không phải là ngài phạm trong cái lỗi lầm đó đâu. Nhưng mà vì phải có một người hy sinh để cho Đức Phật giảng ý vậy đó. Thì ngài An Na bị cái nạn, thường thường người ta gọi là nạn ma nhân già nữ, ma nhân già nữ. Mà hãy nói tới nạn ma nhân già nữ, tất nhiên muốn nói lên cái phần gì? Ai dục, ai? Vì ở trong tất cả những cái vận động thì cái ái dục này có thể nói rằng nó đứng đầu. Nên bữa trước tôi đã giảng ái bất trọng, bất thanh tham và nghĩ bất nhất, bất quý. Chuyện sự cực lạ. Ái bất trọng nghĩa là nếu cái sự mà nếu mà cái sự cái ái dục, cái tình ái chân ái mà không nặng thì không bao giờ sanh quả này, đương nhiên
hạ sanh được các thế giới khác, thế giới an lành. Còn niệm bất thiết pháp quy tịnh độ là một cái một cách nó giảm. Do đó cho nên lấy cái sự này làm nguyên cơ mà chúng ta lặng học ở trong cái biển ái, cái biển ái. Vì thế cho nên khó mà trở về với chân tâm. Đức Phật đã long trọng tuyên bố trước giờ ngài coi như là hoàn toàn đắc đạo. Khi ngài tu chứng rồi đắc đạo dưới cội bồ đề thì ngài nói như thế này một câu như thế này. Ngài nói kỳ tai nhất thiết chúng sanh trụ hữu như lai trí tuệ trước. Thế người ta nói như thế này nè, ngài nói lạ nè, mình thành Phật không phải thành một vị Phật nào lạ từ ở bên ngoài mà đến nhập trong người mình đâu, mà chính là thành ông Phật của mình sẵn. Đó là câu nói nghĩa là ngài vừa đắc đạo là tiêu bố long trọng câu đó ra hàng tất cả chúng tôi. Tôi đọc lại, tức là cái câu đó nói như thế nào? Mỗi người chúng ta có cái tánh quyết, cái tánh sáng mà trong nhà Phật gọi là Phật tánh. Phật là gì? Phật là sáng suốt. Phật là gì? Phật là sáng suốt. À, nó dễ hiểu lắm, cho nên theo giáo lý đạo Phật rất dễ hiểu sáng suốt. Gọi là Phật tánh là gì? Cái tánh sáng suốt. Mà bị mình bị cái vọng, bị mình mây mờ, nó che mây mù che. Cho nên tu là gì? Là làm sao vẹt cho hết cái mây mù đó thì tự nhiên mặt trời chiếu hiện, không có gì khó khăn. Nên Đức Phật này mới nói rằng cả này. Thế nên mình thành Phật không phải thành từ ông Phật ở đâu mà ông nhập vô cho mình, không phải vậy đâu. Mà chính ông Phật sẵn có của mình. Và từ bấy lâu nay mình chịu khó thiền định, chịu khó tham cứu, chịu khó tĩnh tâm, chịu khó làm tất cả những gì đó, cho nên hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, gọi đó là Phật. Chứ không có cái gì là lạ hết, gọi đó là Phật. Đó. Thì toàn bộ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói với ngài A Nan, sau khi ngài A Nan thị hiện tức là cũng như là giả, có phải là thị hiện bị cái nạn A Nan ngài định. Rồi vì thế mà ngài A Nan này, ngài thấy hơn tạm lý hơn khổ thẹn, tu hành mà bị những chuyện vấn chuyện này những cái vấn hỏi về mới trình diện trước Đức Phật. Thì Đức Phật không phải là nguyên nhân, hỏi ông xuất gia không tu hành, ông thấy cái gì mà ông phát tâm ông xuất gia? Thì ngài nói rằng con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên con thích quá con được xuất gia. Rồi Đức Phật cứ hỏi ông thấy cái tướng tốt của Phật mà ông lấy cái gì ông thấy? Thì ngài mới nói cái tâm mà biết, để cái tâm biết lên cái sắc đẹp nó, để con mắt thấy tâm biết. Đức Phật mới hỏi chứ còn Đức Phật mới gạt hỏi đó, như thế là tâm ở chỗ nào? Mắt của ông thấy rồi tâm nhận định hiểu biết, nhưng mà bây giờ cái tâm nó ở chỗ nào thì kêu là thất xứ tương tâm, bảy chỗ dạng hỏi tâm. Ngày anh đang ngồi tâm, ngày nói Phật hết. À, chưa thấy từ ngày nói tâm ở tâm. Đức Phật nói nếu mà tâm ở tâm á, thì tự nhiên trước hết là ông phải biết tim gan ruột phổi của ông trước. Rồi khi mở con mắt ra, ông mới thấy cảnh vật bên ngoài. Cái một chuyện này nó chạy dòng lên hai cái đầu, cái thứ nhất, cái thứ nhì. Đây là tôi chỉ nói tốt một vài cái nét chính để quý vị thấy rằng những cái điểm chính nó như thế. Thì Đức Phật nói nếu bởi vì cái tâm của ông ở trong á, thì trước hết phải thấy những cái gì ở trong ngũ tạng lục phủ của ông trước, cũng như ông ở trong giảng đường. Trước hết là ông phải thấy đại chúng trong giảng đường trước, rồi mở cửa ra ông mới thấy cảnh vật của cái giường kỳ thọ các cô độc viên bên ngoài. Hồi đó là cuộc sinh này đi giảng nói tại đó, tại cái kiểu là tại sinh nước ta đẹp. Nhưng mà hiện bây giờ đây ông nói nếu ở trong thì cái tâm đó trong thì như vậy thì ông có thấy được tim gan ruột phổi của ông không? Thì ngày anh đang tới đầu nói rằng con biết ở trong cái gì đó không biết, nhưng mà mở mắt ra thì thấy cảnh vật bên ngoài, thấy tướng tốt của Đức Phật đó. Thì như thế Đức Phật nói như vậy thì không phải tâm ở trong. Rồi ngài mới nói là tâm ở ngoài.
sau lớp này nó ở ngoài Đức Phật cũng hỏi được cái này nó thất xứ trung tâm bảy tự giảng cũng năm sáu tự giảng rồi. Rồi kế tới cái thứ ba Đức Phật hỏi ông thì ngài anh đang ngài nói là tâm ở sau núi má, đâu phải ở trong không ở ngoài. Bởi mà bởi vì khi mà nhắm mắt thì không thấy gì hết, mà hãy mở mắt ra thì nó thấy cảnh vật này cảnh vật nọ, như thế là tâm ở sau. Đức Phật cũng bác cũng là tóm lại là bảy chỗ đều sai hết, là bởi vì sao? Khi mà chúng ta còn vọng động thì nói tâm ở chỗ nào cũng sai. Khi giác ngộ rồi thì chỗ nào cũng có tâm chúng ta, cứ là chu kiến pháp nhớ cũng như bây giờ thực tế hơn hết. Khi chúng ta còn sống tất nhiên là còn có tâm, có cái hiểu biết, thì từ trên đầu đến dưới gót chân chỗ nào mà đụng chạm hoặc nóng hoặc lạnh hoặc nhám hoặc trơn mình đều biết hết. Như thế thì bây giờ đâu có phải nói là tâm ở đây hay là tâm ở đây hay là tâm ở sau lưng hay không, không phải như thế, chứ là tất cả đều có đó. Vì thế cho nên nó như thế này, khi chúng ta ngộ giác ngộ rồi nè thì cái tâm ấy chu biến cả pháp giới. Mà khi mê tùy theo cái sức mê của mỗi loài thì cái tâm nó bị hạn buộc. Cho nên trong đạo Phật ta nói thêm một cái điểm đặc biệt và như chỗ này nè, thâu lai tại nhất vi trần tán tác khổ trong sanh nhớ. Cái tâm của chúng ta khi mà bị nó thâu lại á, đa kiếp lu mê có thể nó nằm ở trong một mảy trần, giống như một mảy trần. Ý muốn nói cái gì là những cái loài bò bay máy nó cũng đều có cái tâm biết tán tác khổ cho xa giới. Khi những cái người giác ngộ, ví dụ như đừng nói gì nữa, sao mình nói ví dụ loài người, những con thú vật lớn, những loài thượng trầm hạ thú loài lớn, thì ở trong đó cái sự hiểu biết đó cũng nằm ở trong một cái phạm vi lớn hay là phạm vi vừa vừa đó, như là thâu lai tại nhất chi trần tán tác khổ cho xa nhớ. Đó là nói khi mê mà nói ví dụ. Cái khi ngộ rồi vậy, cái khi mà diệt hết cái vọng này rồi nè, thì lúc bấy giờ đây tâm chúng ta chu biến cả pháp giới chứ không phải thế giới. Nằm trong thế giới mà chúng ta ở bây giờ đến gọi là thế giới. Pháp giới là cả tam thập tam thiên, cả tứ bức tứ ác thú lục dục tinh phạm thiên tứ thiền tứ vô sắc vô tưởng cả pháp hoàng, nên tất cả trong đó người ta gọi là pháp giới. Thì khi nói như vậy ta ai tin nổi không? Những cái chuyện cách đất mình không thể thấy nghe, cái chuyện mà có thể cách được một cây số mình không thể biết, mà bây giờ đây nói rằng cái tâm mình nó chu biến cả pháp giới chứ không phải thế giới. Thì khi mới vừa nghe không ai tin nổi. Do đó cho nên Đức Phật mới tuần tự mà hướng dẫn, nói ngày A Nan ngày làm đương cơ cho hướng dẫn chúng sanh. Khi ngài chỉ tâm rồi lúc bây giờ ngài mới đặc biệt chỉ cho chúng sanh biết rằng tâm á, nó không phải ở một chỗ nào hết. Khi chúng ta mê lầm thì tuồng như nó ở trong trong tâm chúng ta, nhưng mà khi giác ngộ rồi á, thì chỗ nào cũng có, do nó một cái bằng chứng, ví dụ một cái bằng chứng cụ thể nó để quý vị thấy. Mặc dù là mình ở đây, nhưng mà khi mà nói đến khung cảnh gia đình mình ở Việt Nam trước đây là cái ý thức hầu tưởng lại một cái rõ ràng cảnh đó là liệu là chứ là người ta gọi kể quả trong tim, người gọi trong óc, kể quả trong tâm đó. Đó là nói cái nghĩa chúng tôi muốn nói chung với pháp giới đó. Có nhiều cái cảnh quý vị chưa đi, ví dụ quý vị chưa đi qua bên Lhasa thủ đô của nước Tây Tạng, mà bây giờ nghe người ta nói đây thủ đô của nước Tây Tạng của Đức Đạt Đa Lạt Ma ngự trên đó, thì quý vị tưởng tượng là cái lầu đài của nước Đạt Đa Lạt Ma nó chắc cũng giống như cái lầu đài ở Huế, cái lầu đài ở tại Paris, hay lầu đài ở cái chỗ nào mà quý vị đó, nghĩa là tưởng tượng, cái đó từ tưởng tượng. Thì nói như thế để làm gì? Để cho biết rằng khi chúng ta còn đương mê vọng thì nó bị hạn cuộc, nhưng mà khi giác ngộ rồi thì coi như là chỗ nào trong mình
gọi là tôi là chính thần thông này vậy đó. Thần thông nó dù lục thần thông đó, khi mà người tu từ từ bỏ hết cái vọng rồi thì cái đó, cái chính đó nó không phải từ ở ngoài mà nó đến, mà chính từ mình, từ mình, từ mình. Ví dụ thiền nhãn thông nè, lục thông nó có gì còn đó không, thiền nhĩ thông nè, gì nữa, tha tâm thông nè, gì nữa, túc mạng thông nè, gì nữa, thần túc thông nè. Nghĩa là thiền nhãn là gì, là coi thấy cả tam thiên là thiên, thiên nhĩ thông. Hay thiên nhĩ thông là nghe rất xa, vô cùng thông. Tha tâm thông là biết được ý nghĩ của người khác, mặc khác. Túc mạng thông nữa là biết được cái mạng của mình đợt trước, đợt trước, đợt trước nữa như thế nào. Cũng như bây giờ mình biết, mình chưa tu nên, nhưng mà nói cái ví dụ để quý vị thấy nha. Ví dụ mình biết rằng ngày hôm qua mình làm gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia mình làm cái gì, ngày hôm kia gì nữa, làm cái gì. Nghĩa là có thể mình biết được. Thì khi mà cái trí sáng chưa là thành thông đó, cái đó không phải ở ngoài đó, không phải trong nhập hết tự mình. Cũng như cái gì, một cái vấn đề gì mà thí nghiệm đi, thực hiện đi, rồi thấy nó có cái sáng kiến nó ở trong đó, cho nên tôi là gì, tôi thực sự tôi là gì, tôi là người anh phải. Chứ không phải bên ngoài tương trao nhiều mà gọi là tôi đâu, không phải lại cúng ngoài nhiều mà gọi là tôi đâu. Khi chúng ta chưa dứt hết cái vọng thì cái đó là nhờ cái phương tiện. Chứ không phải là ăn chay nhiều mà thành Phật đâu, không phải mà cứ lạy Phật nhiều mà thành Phật đâu. Nếu lạy Phật ở trong đấy còn lạy coi bộ con xem đi, nó con làm cũng lại ra khóa cửa thì thành tay áo nó nặng nề thêm, thì cái đó nó đâu nó làm gì mà nó hết cái vọng nữa. Do đó cho nên Đức Phật mới chỉ hết bao nhiêu cái vọng của chúng sanh, ngài chỉ rất rõ trong bao nhiêu cái vọng của chúng sanh nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái con người chúng ta. Đầu tiên là ngài chỉ cho năm thứ, tức là sắc. Năm thứ là một đám đó, sắc gì nhớ nhắc được, chúng tôi rất rõ ràng sắc nè, họ nè, tưởng hành thức. Năm thứ đó nó làm cho cái tâm con mình, cái sao gọi là ấm, ấm là che, cái chữ thấm là che, đây nè, chữ thấm, ai mà rõ chữ nho thì nghĩa là rõ cho nên ấm, ấm là che, nó che khuất cái tánh sáng suốt của mình đi, cái Phật tánh đó, năm cái anh đó tức là sắc, sắc là sắc chất, sắc là những cái gì đó mà nó che, rồi thọ, thọ là cái lãnh thọ, đó là tâm rồi, ai nói cái gì cho mình lãnh thọ, chuyện vui, lãnh thọ nó cũng theo cái đà vui mà làm cho mình loạn động. Nếu mà họ nói cái gì buồn, họ chửi mình ảnh họ, thì cái buồn nó làm cho mình ăn không được ngủ không? Được. Đó. Tưởng là nồng như thế này, cứ tưởng tượng mới hồi trước mình sống con em ở nhà bên Việt Nam, con đi chiếc xe đùng cái bỏ đi, cứ ngồi mà tưởng. Mà càng tưởng nhiều thì càng khổ nhiều. Cho nên tu cái nó bớt. Càng vậy thì càng giải thoát, nhưng tức là sanh không hề giả tử không. Cái khi mình sanh thì cũng ra hai bàn tay. Rồi một cái ngày nào ra đi đây, có cái ngày ra đi cũng có ai tránh khỏi cái ngày ra đi hết á. Thì cái ngày mình ra đi đó thì cũng hai bàn tay ra nhiều lắm á. Là nghĩa là cho đầy một cái quan. Nhiều lắm là cho đầy đó. Tội hành nghiệp cảm tóc trồng thảo chi, nghĩa là tội mình làm bao nhiêu thì cái nghiệp nó sẽ cảm báo đến gì, không tích chảy đâu hết á. Không, bởi vì mình không thể giấu dưới tâm mình được, không giấu với cái Phật tánh mình được, không giấu với cái tòa án lương tâm của mình được. Đó. Thì khi mà bỏ cái sát thân này rồi thì tất cả những cái vọng đó, cái vọng này mà là cái chỗ khác người ta gọi là cạt ma, là cam ma đó, tức là cái nghiệp đó, thì nó hành mình. Nó dẫn mình về cái lịch trọng xứ thiên vị suốt cuộc đời mình. Tạo những cái nghiệp gì đó, thượng ác, thì cái thượng ác nghiệp nó dẫn xuống địa ngục. Nếu mà tạo trung ác, cái cửa ác mà ác vừa, thì nó hướng dẫn mình tới làm cái loài trung sanh, nào nghĩ đó. Còn nếu mà cái việc ác mà ác thì hạ ác, ác sơ sơ thôi, thì hướng dẫn tới làm cái loài. Ngược lại, nếu mà chúng ta tu thiện mà thường thiện thường thiện, thì sau khi chết được sanh về các cõi trời, đương nhiên
Còn trung thiện thì được sanh về cõi người. Còn nếu hạ thiện thì sanh về luôn luôn chiến đấu không dứt tu thiện, xứ đó không có Phật pháp. Cho nên ngài hộ pháp, ngài chỉ cảm ứng tam châu thôi. Có cái danh hiệu kêu là tam châu cảm ứng hộ pháp kiểm trà tôn chi được. Bởi vì ở Bắc Câu Đức Châu là cái xứ Atula không có Phật pháp, cho nên điều không tu chiến đấu suốt thời gian thì đó là cái xứ đó gọi là cái xứ Atula đó. Nghĩa là cũng tu phước, họ cũng làm phước, nhưng mà sân si lắm, sân si đáng ôn. Cho nên thường thường ở trong đạo Phật mà tốt lắm, mà những người nào mà sân si đáng ôn nhiều á, nó có chuyện như thế vậy. Thì nói như thế để chúng ta biết rằng, để chúng ta biết rằng Đức Phật chỉ trong con người chúng ta sắc, thọ, tưởng, hành. Hành là gì? Hành là cái sự thiên lưu biến chuyển. Tâm chúng ta luôn luôn kêu là hồi hộp, lo âu, nghĩa là luôn luôn hết chuyện này tới chuyện kia. Quý vị cứ hồi tưởng lại đi, từ khi sáng đến tối, kể cả trong giấc chiêm bao, tâm chúng ta không có được. Cho nên người ta có cái pháp thiền định, có cái pháp gọi là quán tưởng, là để làm chi? Là để tập cho cái tâm nó yên. Cái tâm càng yên, cái vọng tâm hãy càng nóng, thì cái chân tâm nó mất tác dụng. Nếu mà cái vọng tâm mà còn lao chao quá thì chân tâm không bao giờ phát hiện Phật ở trong người mình. Cho nên thường thường người ta có những câu như là Phật tức tâm là gì đó. Nhưng mà biết được Phật tức tâm không phải dễ đâu. Đừng tưởng nghe nói là phải Phật tức tâm là có ông Phật tâm này. Làm sao Phật của mình nó mà thể hiện cụ thể là phải tu tập rất nhiều. Cho nên tu là gì? Tu là sửa. Tập là gì? Là luyện tập. Là bởi vì từ vô thủy tới bây giờ, từ vô thủy chứ không phải là từ một hai kiếp về trước đâu. Tại sao chúng ta biết nó rõ? Là bởi vì chúng ta biết đo, cứ đo cái trình độ mà hiểu biết, trình độ tu chứng, trình độ ngộ hay là mê để mình biết. Nếu mình thấy nhân sinh như thế nào, vũ trụ như thế nào, thấy con đường tu chứng của mình như thế nào một cách rõ ràng, thì mình biết rằng những kiếp trước mình đã tu tập. Còn u minh không biết rồi đây sẽ đi về đâu, như là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãn, đường trước mờ mờ, không biết rồi sẽ đi đâu, là biết rằng cái sự tạo nghiệp của mình ở đây chứ là hành, là nghĩa là hành là thiên lưu biến chuyển thiên, nó lăng xăng, hết nghĩ việc này tới nghĩ việc nọ, hết nghĩ việc kia tới nghĩ, nghĩa là nó nghĩ đủ thứ hết, cho đến trong giấc chiêm bao cũng vẫn còn nghĩ nữa. Ví dụ như những người mà làm lụng nhiều, lo cái gì nhiều ban ngày đó, thì ban đêm cái cuồng phim đó nó quay lại hết. Nó quay lại hết, cái con người không có được nói sống ở trong cái cảnh. Người thì nói rằng sống có phước, có hạnh phúc, có gì đó chân có được, cả một sự mê cuồng. Đến cái khi mình tính sổ lại, đến cái khi mà tuổi lớn, có khi cũng hầu tưởng lại chứ, thì nhiều khi sợ tu tập nó nhiều. Cho nên thượng tọa Thanh Từ ở nhà thượng tọa với cái quyển đạo Phật cái tuổi trẻ đó, thượng tọa nói rằng đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Ngược lại cái những người khác, người ta quan niệm khác, ta quan niệm ta nói đạo Phật là để cho các cụ lớn tuổi, khi mà hưu quan, khi mà chán đời, khi mà gì tắc trở đó rồi mới phát tâm. Không phải vậy, cái đó là nói theo một chiều khác. Cái sự thật ra đạo Phật nếu nói cho đúng với cái chữ chân tâm vọng tâm này trong kinh Lăng Nghiêm á, là đạo Phật là đạo của tuổi trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi trẻ lớn lên á, một mặt á, thì nếu mà hướng về đạo Phật ngon lành đúng mức, thì cái người thanh niên thiếu niên đó sẽ là một người gương mẫu trong gia đình, một người hữu dụng ngoài xã hội, một người rất là đặc biệt cho thế giới nếu đi đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Hai nữa là bởi vì tuổi hoa niên là cái tuổi đầy nhiệt huyết, mà khi nói tới đầy nhiệt huyết á là mới chống chọi được với cái vọng trong con người, những cái đạo binh ác trong con người mình, chỉ cái tuổi đó
Cho nên quý vị thấy một Đức Phật thành đạo mới có 30 tuổi thôi. Các vị thánh nhân và thành thánh nhân nó là rất tuổi trẻ, trẻ tuổi rất trẻ. Là bởi vì cái lúc đó là cái lúc có thể ví dụ con nên có được một chỗ, ví dụ những người mà còn có sức khỏe nhiều, ngồi thiền có thể ngồi từ giờ này qua ngày kia, qua ngày nọ, không thấy cái gì khó khăn. Các vị xin lỗi các vị lớn tuổi, ngồi thiền phải ngồi cái ngồi tuyết già ngồi cũng được, ngồi bán già không ngồi cũng được đâu. Bởi vì ngồi mình kéo lên, kéo mấy là cả một vấn đề thế chưa? Đó là chưa nói tới cái vấn đề mang tưởng, vấn đề rồi bao nhiêu những cái gì của cuộc đời mình trải qua từ 13, 14, 15 tuổi cho tới bây giờ nó đầy trong đó. Ngồi mình càng tỉnh bao nhiêu thì nó lại càng, nó càng hiểu ra bấy nhiêu. Mình càng tỉnh bao nhiêu thì nó lại càng hỏng bấy nhiêu. Hành, hành, hành cái đó là nói nôm na cái nhiều vị nó hành là nó hành. Hành lắm, hành khổ. Tự mình thấy không? Thức là gì? Thức là hiểu biết sắc, thọ, tưởng, hành. Thức là hiểu biết phân biệt. Phân biệt việc này, phân biệt việc kia. Vì cái phân biệt đó mà khổ. Cho nên cuối cùng trong kinh Lăng Nghiêm kết luận có một câu bảo chúng ta rằng nếu muốn cho nó vận nó hết đó, là phải phải gì? Bất tùy. Bất tùy phân biệt. Đó, bất tùy phân biệt. Đừng có theo một cái cảnh mà cứ phân biệt. Bởi vì ngày từ xưa tới bây giờ, vì cái sự phân biệt mà chúng ta khổ. Phân biệt tốt thì chạy theo cái tốt, phân biệt xấu thì khổ với cái xấu. Nghĩa là nói tốt là điều nằm ở trong cái sự phân biệt. Cho nên cuối cùng kinh Lăng Nghiêm tốt là cho bốn chữ. Nếu mà tâm chúng ta không theo một cái hoàn cảnh mà phân biệt là tâm chúng ta điên. Mà trong khi yên như vậy đó là chân tâm nó phát hiện. Thì nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì, nguyện thứ ba, nguyện thứ tư. Bởi vì đây là chúng tôi giảng hết nguyện thứ sáu. Nghĩa là kỳ tới, tuần tới nữa thì phát nguyện lại cho chúng tôi của mấy giáo đình Phật tử để chúng tôi tổ chức sản tuần đó. Nhưng mà tuần tới nữa thì chúng ta bắt đầu giảng cái nguyện thứ bảy, tôi mời nguyện tất cả. Là một triết lý vô cùng đặc biệt ở trong bộ kinh Lăng Nghiêm. Rồi cái phần chính yếu của bộ kinh Lăng Nghiêm là nói cái gì? Là nói bảo chúng ta khi hiểu vững tâm rồi, khi biết nhân tâm rồi là phải thực hành theo tiêu là đại định thủ Lăng Nghiêm. Đại định, đại định thủ Lăng Nghiêm. Chỉ có đại định thủ Lăng Nghiêm này mới trừ được cái vọng tâm. Thì cái phương pháp như thế nào ạ? Phải đi từ từ, từ từ, từ từ. Mà bữa nay chúng ta nghe tiếp theo cái bài bữa trước là nói đến bốn thứ mà kêu là đặc biệt nhất của cái cõi này. Quý vị Phật tử nào khi vừa bước vào ngưỡng cửa đạo, khi mà đã có tín tâm rồi mà gọi là phát tâm quy y đó, thì quy y tất nhiên là hướng về chư Phật, hướng về chánh pháp, hướng về thánh hàm tăng. Thì sau khi quy y luôn luôn á là có năm giới. Năm giới, ở quy y là năm giới. Thì cái năm giới này tại sao khi không nói tâm được đó, tính cái này nó đi tới thì người Phật tử gọi là tại gia các tâm nói họ ở khi mà nói tới cái sự như thế thì có nhiều người quan điểm, có nhiều cái quan điểm sai. Ví dụ như hồi xưa hầu ông bà tổ tiên ta mới là nói tới để cũng đi bán học để cho mạnh giỏi, để cho bình yên, để cho điều lành đến tới điều dễ tâm đi đó. Rồi có nhiều người nói quy y là để quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng, hiểu một chiều như vậy sai. Chính quy là trở về nương tựa. Chúng ta muốn nói cái chữ giới này là sao? Cái quy giới kia tức là học ở trong này là sáng quý vị hiểu một cái chữ giới là nói tới quy y mình phải hiểu hai cái nghĩa. Tiếng Phạn kêu là Sarangasamin, tức là như thế này: trở về nương tựa, trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với chánh pháp, trở về nương tựa với chư tăng chân chánh tu hành hoặc thánh.
hoặc phạm và tánh thân một phần đó mới là sự, nó mới là sự gì? Sự nha, tức là sự tướng bên ngoài. Nhưng mà nhờ cái sự quy y, sự tướng bên ngoài này nó đi tới cái lý đó, cái lý quy y này là như thế nào? Nhờ cái sự này nó đi trước, sự là gì? Thầy tấm gương, mình nhờ cái tấm gương đó mình mới thấy được cái gì của tâm toàn thân của mình, hay là những cái cảnh gì mình chiếu từ đó mình mới thấy được. Cho nên cái lý quy y là gì? Là trở về nương tựa với Phật của mình. Phật của mình là gì? Là mình có không? Tức là cái gì nè? Là cái tánh sáng suốt, tánh giác ngộ, tánh giải thoát. Và từ bấy lâu nay mình bỏ xa, bỏ hẳn đi. Cho nên có những chỗ khác kinh trong bụng tôi, kinh bụng tức của Phật nói là người đời nhiều khi tối suốt cả một cái thời gian lâu xa cứ lo chạy theo bên ngoài, chạy bén gót, chạy có thể nói rằng không có biết mỏi mệt mà quên cái việc của mình. Cái việc của mình là chúng tôi muốn nói về cái lý này đó. Cái việc của mình là gì? Tánh sáng suốt sẵn có của mình. Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sanh biết Phật hành theo đúng đường hướng thì nếu khổ thì nếu, thì nếu mở tâm là biết rằng hai tấm gương giống nhau, nhưng mà cái tấm gương của Phật bên đây đó, ngày lâu đã sáng sẵn rồi, còn cái tấm gương ở bên mình đây thì bụi không dầu hát lên bớt lên nữa, tấm sáng. Thế thì ra cái gương sáng giống nhau, nếu mà chúng ta chịu khó lao, cho nên tu tập là gì? Là lao gương, lao gương lọc. Hệ gương bên đây sáng đều, cho nên vì lẽ đó mà có ra hình văn cho là hơn cho Bồ Tát là vậy. Ai lau thịt móc lau sơ sơ thì hạn nó có thể sáng được chút, gọi là đệ nhất quả, đệ nhất trong đầu hàng của thầy hàng anh hàng anh hớn chứ. Nếu mà lau khá thì anh hớn, nếu mà lau thấy khá rồi, thấy coi bộ thấy mờ mờ rồi thì duyên giác. Mà lau chưa khá lực độ, đem lực độ rồi lau thêm sóc sáu thứ lau kỹ thì lại là sáng, thì đó là Bồ Tát. Rồi lau thiệt sáng là cái tấm gương lòng đó là chứ không phải giai cấp. Trong nhà Phật không phải là chia cho tinh văn duyên giá tam thừa ngũ thừa, không phải giai cấp, đó là cái sức lau gương. Đức Phật thì toàn diện cái tấm gương sáng hết. Mình mới tên quý ông với bà có thử thành tám muôn bốn ngàn pháp môn để nó đối trị với tám muôn bốn ngàn cái bệnh của chúng sanh. Bệnh của chúng sanh, chúng sanh thì bệnh lắm. Cho nên Đức Phật muốn biết cái tâm bệnh của chúng sanh, Đức Phật là một vị thầy thuốc, chứ là vô thượng chi phương để trị cái tâm bệnh của thưa quý vị. Người đời là hai phần đạo đức, tức là phần thân với phần tâm, phần xác với phần hồn, nó cái dễ hiểu đi. Nhưng mà người đời ai cũng cứ chạy theo cái phần xác, nhiều khi bỏ quên cái phần hồn. Các vị thánh nhân ngược lại, người ta coi cái phần xác là thường, không phải là hủy hoại đâu. Bởi vì nếu hủy hoại thì không được, nếu một chiếc xe mà mình hủy hoại nó thì làm sao nó đưa mình tới đâu tới chốn. Do đó cho nên người ta cũng nương theo cái thân, nhưng người ta lắp một cái hướng đi khác, tức là hướng giải thoát. Do đó cho nên cái bệnh thứ hai, cái bệnh mà cái bệnh về thân á, đó là mổ xẻ, nhất là ở xứ Tây Phương. Nhưng mà cái tâm bệnh của chúng sanh là những tâm bệnh gì? Điển hình ra một cách dễ hiểu: tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn, công cao, nghi ngờ, nghi rồi kêu là tham kiến, duyên kiến, xà kiến. Mấy cái đó là cái tâm bệnh. Những cái bệnh nó ví dụ như bây giờ quý vị mà nghi một cái việc gì nói luôn đi, đi mà về tới một cái là biết ở nhà là đi một cái là mệt. Ví dụ một vài bác sĩ đại tài, giàu là ở với Kỳ Hoa hay là ở Anh Quốc qua đi nữa, không không được. Bao nhiêu giáo lý của Đức Phật là gì? Toa để trị các bệnh. Những bệnh nào mà gọi là mới phát khởi từng vài ba kiếp có những tính bệnh gọi là trầm kha, thì cái bệnh đó phải trị đâu?
thì nó lắm không trị mình không, nghĩa là rất không, không phải là đó. Thì bây giờ nói tới trở lại cái vấn đề lý quy tâm bảo là gì, nếu nói về Phật, nhờ cái tấm gương Phật bên ngoài để làm cho Phật tánh của mình hiển lộ, tức là trở về nương tựa với Phật của mình là tánh sáng suốt, giác ngộ và giải thoát mình không. Trở về nương tựa với pháp tự tánh của mình, pháp tự tánh của mình là gì? Là những pháp như là lòng tham, bình đẳng, bố thí, các cái đó là mình đều có hết, mà tại vì cái vỏ ích kỷ của mình nó quá lớn lao đi, cho nên mình không phá vỡ được, cho nên cái pháp tánh từ bi bình đẳng lợi tha mình là không thực hiện được. Nhất là vật chất, cái xứ nào nước nào năm nào phải vật chất nhiều thì cái pháp tánh bình đẳng khó thực hiện. Còn những nước có thể nói là vật chất thấp tinh thần cao thì cái pháp tánh bình đẳng là dễ thực hiện này, nghĩa là có thể nói rằng rất là dễ không khó. Còn trở về nương tựa, tức là quý vị tăng trở về nương tựa với tăng là tăng tự tánh của mình. Tăng tự tánh của mình có cái tăng tự tánh của mình là gì? Là tánh thanh tịnh. Tánh như gọi là đi tăng thanh tịnh là gì đó? Tánh thanh tịnh, tánh hòa hợp, hòa hợp hòa thuận, tánh nhu nhuyễn. Cái tánh đó mình có hết, nhưng mà từ bấy lâu nay quên hết đi. Cho nên quy y bên ngoài sự là để tác động bên trong. Hai cái đúng thì cái nghĩa quy y nó mới thành. Còn nếu từ trước tới bây giờ cứ nghĩ tới cái nghĩa quy y về sự không à, quy phạm, quy pháp, quy tăng, mà không nghĩ tới quy Phật của mình, quy pháp của mình, quy tăng tự tánh của mình, ở ngoài chỉ là làm một cái nói theo cái danh từ thường là buông xuôi bên ngoài. Chứ sự thật đó mình tìm cho được Phật của mình, cho nên tìm Phật bên ngoài lắm, phải tìm Phật của mình mới để có gì Phật ở bên mình, ở sát bên mình. Phật mình là gì? Là chân tâm. Nói danh từ khác là chân tâm, là bản tâm, là Như Lai tạng tâm, nhiều cái danh từ mà để mà diễn tả. Rồi khi đã quy y rồi là có, nếu người Phật tử tại gia thì tâm giới gì chưa? Giới là phòng phi tỷ ác, đề phòng cái quấy để ngăn cái việc ác việc xấu. Có nhiều người nói chúng tôi là chờ con nào Phật mới vô cái tâm trước thành tâm, nghe mấy người bạn mình quy y nghe nói đạo Phật là đạo tự do, mà nó quy y tự nhiên là phải bắt giữ. Thì giờ mình về thì Phật không có tự do, lúc nào để cho ta tự do chứ. Anh có nhiều người than gì đó, than nhỏ nhỏ vậy đó. Thì thiệt ra đạo Phật là một đạo tự do. Tự do là như thế này, khi hiểu biết rồi, hiểu biết mình có bản tánh sáng, tất cả những gì rồi vậy, thì lúc bây giờ Đức Phật nó là các ông phải là các nơi là các chúng sanh hãy tự tập với mình. Đừng thèm nghĩ lại, đừng nghĩ lại Phật, đừng nghĩ lại thầy tổ, đừng nghĩ lại cha mẹ, đừng nghĩ lại thầy ngữ trí thức. Đó, cái tự do là tự do mình lựa chọn mình đi tới. Còn cái phần giữ giới này là cái nghĩa khác. Nghĩa khác thì thế nào? Tất nhiên là giữ gìn năm giới này, tức là năm cái yếu tố hòa bình của nhân loại. Cho nên sau khi Ấn Độ thâu hồng độc lập, Thắng Gandhi, thủ tướng Nehru là một vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Và trong đó, sau khi mà độc lập rồi, là có những cái đại hội, chưa là đại hội nghị Phật giáo thế, không phải đại hội nghị thế giới của các nước, và đem áp dụng năm giới, tôi là Phật Đại Sinh Đa, mà sự thật. Cho nên năm giới này, nếu mà đem giảng cho đúng, đó là năm yếu tố hòa. Nếu một người dân, một người trong gia đình, một người trong xã hội, một người trong thế giới mà giữ, người nào cũng giữ năm cái điều này hết á, là thế giới này trở thành thế giới bình kim, khỏi cần nói chuyện hòa bình, khỏi cần phải đi hội nghị hòa bình, mà khỏi cần phải tuyên bố nói chuyện hòa bình. Bởi vì chính năm cái này là năm cái sự hòa bình, sống chung hòa bình rồi. Tức là một là không nên giết hại những loài chúng sinh, hai là không nên trộm cắp của mình là biết mặt thì của người ta cũng biết mặt. Ba là không nên tà, tức là không nên làm cho xáo trộn mất cái hạnh phúc gia đình của mỗi người, tôn trọng với nhau đấy chứ. Bốn là không bao giờ, năm là không bao giờ say sưa. Mà con người nếu mà say sưa cứ
mắt bình tĩnh hoài thì có nó tùy theo. Thành ra năm chính năm cái điểm này là Đức Phật muốn phục hồi cái nhân quyền này cho mọi người. Cho nên nếu mỗi người mà ai cũng giữ trọn năm điều này á, thì thế giới hòa bình như sinh an lạc. Tiếc là giữ không còn. Mà năm giới này thì ở trong cái bài học vừa rồi đó, bốn giới, mà bữa trước giảng hai rồi, bữa nay giảng hai rồi. Thì đây là giữ được phần phổ thông nhân luôn, chứ là nhân luôn. Mà cái bài học trên siêu thoát cao lắm, nó cũng cái giống đó nhưng mà nằm về kêu là siêu xuất thế gian. Bài này là giảng ở đây là bởi vì Đức Phật nói rằng bị bốn cái này mà nó chướng ngại chân tâm chúng ta không lưu luyến. Bây giờ phải làm sao giữ kỹ bốn điều này thì tự nhiên chân tâm lưu lộ một cách dễ dàng. À, thì giờ giả sử nó cũng cần tiếng rồi. Bây giờ những gì các bạn làm chúng tôi cũng dành thời gian thật dài một chút. À, thì ở đây bữa trước là cái giới thứ hai xong rồi, bây giờ bắt đầu giới thứ phải vậy không? À, giới thứ ba tức là giới đoạn tâm trộm cướp. Đoạn tâm nhớ tâm à, tâm đoạn tâm trộm cướp. Này A Nan, Phật bảo mẹ A Nan, này A Nan, lại nữa cũng như chúng sanh trong sáu đường. Chúng sanh trong sáu đường, quý vị nhớ sáu đường không? Sáu đường là chúng sanh rời cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và là chúng sanh trong sáu đường đó. Trong các thế giới không phải là một thế giới ta mà này, mình chỉ là một thế giới thôi. Thì cái câu nói này trước khi khoa học chưa ra đời người ta cũng mù mịt thấy tâm kinh nói vô lượng thế giới. Rồi hầu đó đâu có đi tìm được cái thế giới bên ngoài sao? Chứ nó cái quả mình dày ở mà nó có thế giới được. Sau khi khoa học phát minh với rằng ngoài cái thế giới mình ở đây còn không biết bao nhiêu thế giới khác, như là các thái dương hệ, các ngôi sao, rồi không trăng, rồi mặt trời vân vân. Thì ở đây nói các thế giới đó bây giờ thì quá dễ hiểu, không có gì khó hết. Trong các thế giới tâm không trộm cướp, trộm cướp, trộm á, ta định nghĩa chữ trộm á là lén. Còn cuốn này ha, nghĩa là hỏi mà không cho cũng vẫn là được thôi. À, cái này khác nhau, định nghĩa nó phân tách mình. Thì không bao giờ theo dòng sanh tử tiếp nối. Nếu mà cái tâm mà không có đoạn cái sự mà còn mình còn cướp á, thì cái không bao giờ theo dòng sanh tử tiếp nối. Âm Phật hành pháp chánh định. Ngài nói với Đức An An, Ngài nói là âm Phật hành cái pháp chánh định. Mục đích, có một chữ là mục đích là muốn ra khỏi trần lao. Cái mục đích chính của ông á là để ra khỏi cái cõi hồng trần này, cái cõi hồng trần xây dần quá ngắn này, cái kiếp phù sanh tụ tán mấy năm hầu đây nè, ra khỏi trần lao. Nếu lòng trộm cướp không trừ, nếu trong tâm ta mỗi người mà trộm cướp không trừ thì không ra khỏi trần lao được, chắc chắn nó còn lăn lộn trở lại. Cho nên Phật thường nói cái cõi trần gian này thưa quý vị, cái vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề con cháu, vấn đề chồng vợ anh em là cái vấn đề vay trả cảm chỉ chừng đó. Con đến, có những đứa nó đến để nó trả nợ cho cha mẹ, có những đứa nó đến nó đòi nợ cha mẹ, kể cả vợ chồng, kể cả anh em cả. Nhưng mà những người thì trả nợ trực tiếp, người thì trả nợ trong cuộc đời này, nếu nghĩ cho kỹ là như vậy đó. Rồi kể đến vay rồi tiếp theo trả, có người trả không cho. Nên thưa quý vị, nói đến đây để chúng ta thấy rằng hiểu đạo một chút tâm nó khỏe lắm.
nếu tâm nó khỏe là như thế nào, một hoàn cảnh gì nó đến thuận với mình, tiền bạc đến, con cháu ngoan, đó là mình biết rằng nhờ trước nó, bây giờ nó đến nó cả cứ hay tóm hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, thì quý vị biết rằng đây là mình mắc mắc nợ, vui lòng mà trả cho, đừng cho buồn, đừng cho buồn, đừng cho chậm, như vậy đó để tìm con đường giải thoát. Cho nên học đạo hiểu đạo á là nó quý ở chỗ đó đó, quý ở chỗ đó là chỗ nào, tất nhiên là một việc gì xảy ra mình biết à đây là cái chuyện nó tới nó trả nợ. Cũng như tại sao hai người bạn của mình làm với hai người bạn, một người bạn mình đối xử với họ tầm thường, thường thôi, mà luôn luôn cái người bạn đó đối với mình hết sức là ngược lại, một người bạn khác mình đối xử với họ hết sức tốt, có thể nói rằng chia ngọt sẻ bùi, nhưng mà họ tìm được cách để mà nếu hiểu đạo được cái chuyện đó là chuyện thường, quan gia như giải có như kiếp biết rằng thôi vui lòng mà trả, mắc nợ người ta đừng có, khi mà trả mà còn nói nặng hơn, có nhiều người trả còn nói nặng hơn vậy không, cái đó không hay chút nào hết, vui lòng mà trả hay là tức thì nó còn thực hiện được thì chúng ta cho nên tu hành học đạo là nhờ cái đó để cho người mình thấy nó nhẹ nhàng giải thoát, không phải tìm cực lạc niết bàn ở đâu xa sau khi mình chết, cái đó là cái chuyện tưởng tượng. Bây giờ nếu chúng ta y theo kinh điển của Phật, chính chúng ta hưởng được cái niết bàn an lạc ở quả này, ở quả này chứ đừng có tìm ở đâu xa, nó mệt lắm. Nếu như tâm chúng ta bình, thế giới bình, tâm chúng ta tịnh, thế giới tịnh, một việc gì đến, ví dụ như ngày hôm nay buổi sáng này bị mấy người là họ mắng là chỉ nếu mà lúc trước mà mình chưa biết đạo đó, thì mình ăn thua được, làm thế nào cũng được, tùy mình thua được, mình không tính được. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi á, nhiều khi nếu mà mình cao chút nữa mình nghĩ đó, mấy ông mới bảo niệm Phật. Mình chuyển lại cũng thích tiếng thôi, mình chuyển lại chút, cái tâm mình nó thiên. Còn cứ nói thằng đó, mình tự tùy đó, đó, nó đạo một chút mà thấy nó mệt lên, nó mệt lắm. Thành ra đó gọi là tu tỉnh, tu tỉnh. Nếu mà không có tỉnh cái đó thì làm sao? Cho nên tôi nói cái vấn đề đi chùa, vấn đề cũng kinh nghiệm Phật, ăn cái đó là phương tiện để bước vào con đường giải thoát. Thiếu phương tiện không được. Ví dụ như quý vị muốn đến đây để tham khảo ý kiến, để nghe nói chuyện đạo. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị không đi con đường này, không bước vô cái cổng, thì làm sao mà tới đây được? Đây là cung kính tán của mình, còn phải bước vô cái cổng, cổng đó là phương tiện. Mà nếu mình bỏ phương tiện không được, cho nên tụng kinh bay sáng nó có ý nghĩa mỗi cái hết á. Nếu quý vị mà chịu khó hiểu một chút, cúng Phật, lạy Phật hay là thờ Phật, vân vân tất cả đều có ý nghĩa, nhưng mà biết đó là cung kính, không phải cần cung kính, cung kính là nhờ cái phương tiện đó để cái cung kính này mới an toàn được. Mặc dù rất nhiều trí thiền định hiện tiền, mặc dù là có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không can đảm dứt được lòng trộm cướp, dầu là mình có, mình tu thiền có cái trí thiền định nữa, có cái trí quá, nhưng mà không dứt cái lòng trộm cướp đó, lòng mà đây là tâm, tâm trộm cướp không phải không, hai cái khác nhau đó, thì quả quyết phải xa vào đường tà. Đường tà giảng ở trong cái số 61 á, để quý vị về xem lại đường tà là như thế nào. Hàng thượng tà thì thành tinh linh về tổng cước. Nếu mà về tổng cước mà về cái hạng và thượng á, thì sau khi chết trở thành như là tinh linh, cái linh tánh nó trở thành như là tinh ma quỷ quái. Nhớ cho nên gọi là tin những quỷ có hết rồi đó, cái đó không thể nói không có được, nhưng mà cái thế giới nào nở theo thế giới này. Nếu tâm chúng ta luyện tập những cái sự cứ làm cho người ta đau khổ, trộm cướp giật của người ta, thì sau khi con người chết cái linh tánh nó trở thành chứ là linh tinh linh, chứ là tinh linh
cái linh tánh nó trở thành tinh ma dữ quá. Là bởi vì cái đường đẹp mà mình tổng cách cái tánh dễ hiểu đó. Còn nếu như cái hạng mà gọi là hạng trung thì thành ra yêu vị. Thì tánh yêu vị trở thành yêu vị. Còn nếu cái hạng hạ thì thành các tà đạo. Thấy chưa? Tà đạo. Cho nên người ta, tại sao mà các tà đạo? Nên thường thường người ta nói đó, kêu là ma giáo tà đạo. Tính gạt người, giấu gạt người, chuyện này những cái đó nó cũng là mang cái kết quả của sự tổ chức trước kia. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình tạo bây giờ thì kiếp sau mình hưởng. Dù là nhân nào đó nó như bóng giờ như tiếng ra, không có chạy được nào hết. Bị các loài ma quỷ xen vào luôn luôn. Ở chuyện này ma quỷ lên xen vào tới chuyện kia rồi bị cái hang cắt. Tôi cũng đi chùa, tôi cũng làm phước quá, nhưng mà sao hết chuyện này tới chuyện kia, hết ma quỷ này nó xem là tại vì một là cái nghiệp đời trước của mình đã tạo, hai là ngay trong đời này thời gian trước mình đã tạo, cho nên cái nhân đó bây giờ cái quả nó thường thuộc là nó rụng, cái nó chính là nó phải rụng, không biết chạy được nào hết. Vào hàng tà đạo kia cũng có đồ chúng đông đảo, nghĩa là trong các cái hàng tà đạo nó cũng có, ta nói là Phật cao nhất, Sức Ma cao nhất. Hết tà có người chánh có người theo thì tà cũng có người theo đạo, tà đông hơn chánh thường thường ít hơn. Cái chuyện nói chuyện đời nó vậy, nó đi lên lúc nào cũng ít hơn và đi xuống thì lúc nào cũng nhiều hơn. Giờ thái sinh nó đi bộ xuống trong mặt luôn, còn mà đi lên tâm nó khó cũng khó à. Cho nên người tu mà đi lên thì phải bước lên một bước là nó khó, bước lên một bước là nó khó, mà không khéo nó xảy tay một cái là nó. Cho nên tu thì dễ, mà biết cách tu chứ không biết cách thì nó khó lắm. Thì ta biết dễ không có khó đâu. Nếu quý vị mà biết cách hiểu đạo tu không khó đâu. Có thể quý vị hiểu đạo được rồi tu một năm bằng người chưa hiểu đạo tu 10 năm. Người biết đường rồi họ đi 1 giờ bằng người không biết đường đi 8 ngày. Không có tham cái đi vòng cứ hỏi được tôi mới được, không biết đâu. Với đạo con muốn lên nên là sao tôi sẽ còn được. Tôi chế đi nói sở này đi vô Sài Gòn mà chỉ đi lên tháng 5. Nó đi lên Việt Nam. Trong cõi đời mạt các hàng tà đạo kia cũng có đồ chúng đông đảo, mỗi vị tự xưng là sẽ thành đạo vô thượng, cũng xưng là thành ông Phật này ông Bồ Tát kia. Cho nên quý vị nhớ kỹ rằng khi mà nghe một vị nào mà cứ luôn luôn cứ tự xưng tôi là sắp sửa thành A La Hơn, hôm tôi ngủ thấy Đức Di Lặc về mắt bảo mình đó là tà. Tà chán không bao giờ nói cái gì đó, bởi vì họ nói ra để làm gì? Đó là cái sự quý báu mình tu tập mình được. Bây giờ nói ra là một là để cầu biển cung kính, cầu cho ta cung kính được. Cái thứ hai nữa là nói ra như vậy đó, cho nên trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ. Cái nói láo tầm thường này còn cho sám hối nè, còn cái nói láo kiểu đó là không thể cho sám hối. Bởi vì nói như thế là hiển dị hoặc chúng cầu biểu cung kính, là muốn nêu ra cái chuyện lạ. Cái sự thật quý vị nên nhớ kỹ thế này. Quý vị mà được một ký lô dài, ký lô dài thì sẽ vàng đó nghe không? Cái có dàn thiệt mà cứ nói đây là tôi có dàn thiệt, thứ dàn là chưa phải dàn thiệt. Đó, tôi nói cái thí dụ sâu sâu để quý vị thấy. Hãy nghe một chuyện nào, dầu tăng, dầu ni, dầu đạo nào đi nữa, mà cứ nói họ sắp thành Phật, họ thánh, họ sắp thành Đức Di Lặc, đó là xin đầu tà. Đấy là sẽ là cái thước mình đo. Mình thấy nó rõ, chứ không phải là riêng tiếng kiến của chúng tôi đâu mà chính Phật kinh. Đức Phật nói, sau khi tôi diệt độ, là ngài, ngài qua đạo đó, trong cõi đời mạt pháp có rất nhiều hàng yêu quái. Mạt pháp là đời này nè, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, đời này là mạt pháp 1000 năm. Đức mẫu Đức Phật ra đời sau khi nhập diệt có chia ra 3 thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp, thời kỳ mạt pháp. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời kỳ mạt pháp là sau 2000 năm, mà năm nay là 2500. Tức là thời kỳ này
cho nên thời kỳ này tu thì nhiều mà chứng đạo thì ít lắm. Thời kỳ chánh pháp 10 người tu 90 người chứng, thời tượng pháp 10 người tu 5 người chứng, thời mạt pháp 10 người tu nửa người chứng hoặc là một người chứng hai người. Tà ma ấy thành hành khắp cõi đời, tà ma nói trên đó, chúng lén lút gian tà, tự cho là thiện hữu của đời, cũng cho là thiện hữu tri thức đủ kiểu hết. Mỗi vị họ tự xưng đã chứng được giáo pháp thượng nhân, nghĩa là chứng được bậc này, thượng nhân là bậc này bậc kia, chứng thinh văn, chứng la hơn, chứng Phật bất chi, chứng Bồ Tát như kiểu như thế, đều là ma, đều là vọng hết. Dối gạt người không biết đâu là chánh đâu là tà, nghĩa là không biết đâu là chánh đâu là tà, cho nên khó phân biệt. Tôi phải là nhất là những người tu cũng vậy, cho nên cái cây thước mà phân biệt dễ lắm. Muốn như thế là quý vị phải có cây thước để mà đo đo giáo lý, đo cái vị giảng giáo lý. Nếu giảng về giáo lý Nam Tông Nguyên Thủy thì quý vị phải có cây thước đo tam pháp ấm. Cái đó thì vừa giảng xong thì một pháp. Nếu nói giáo lý Bắc Tông về đại thừa, quý vị phải có nắm trong tay một cái cây thước nhất học luôn. Nhìn qua những vị tu, nhìn kỳ trước kỳ sau mà mình biết. Thì cái đánh giá của những vị tu đó như thế nào? Cái chuyện dễ hiểu là phải thường trai, phải diễn giới, phải vì người hơn là vì mình, luôn luôn hy sinh đời sống cá nhân của mình để phụng sự cho chánh pháp, để phục vụ cho chúng sanh. Đó là ngược sao? Ví dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma chiến tay sắp tới chiến đây nè, không bao giờ ngài tuyên bố hay là ngài nói trong kinh trong sách của ngài, ngài nói là ngài một vị Bồ Tát xong hay là một vị Phật, không bao giờ ngài nói. Quý vị tuy là nghe xa, nói theo tiếng Việt Nam mình là Phật sống, nói theo tiếng người ta dịch ra người bạc Phật là Phật sống, còn tiếng Anh tiếng ấn tượng là một vị Thánh Bồ Tát. Thì ngài đến là quý vị thấy là cũng như có những người khác, nhưng mà những cái điểm chính, những cái tia sáng, nếu quý vị mà có một chút huệ nhãn nhìn mà thấy được. Còn nếu quý vị mà không có tuệ nhãn nhìn á thì cũng hai tay hai chân cũng tứ chi cũng đủ vậy đó, cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu nhìn khéo chút á là biết lúc đó một người không phải là thường đó, thì thế giới để coi tôi cứ gì nữa nó mang luôn một qua kia mình là lên đầu cái tay nhà của thượng nhân. Dối gạt người không biết đâu là chánh đâu là tà, dọa nạt làm cho mất lòng chánh tín. Họ đi đến đâu nhà cửa của dân chúng đều bị hao tổn nát tan. Cái đấy dễ hiểu nhé, tức là gieo cái sự mê tín. Ví dụ đến rồi nó ngồi tại sát sanh hay gặp xuống tới thần linh hoặc là phải làm chuyện này chuyện kia, chứ con đường chánh đạo không có gì. Cứ tháng trước mình bước vô ngưỡng cửa đạo, tháng sau là những vị đó người ta nói rằng quý vị nên tìm hiểu đạo, rồi cứ nên thẳng chỉ vào lòng mình để mà tu tỉnh, để mà diệt cái vọng, để cho thức chân thực hiện. Đó là mà khi mà phải diệt vọng rồi thì bao nhiêu thần thông biến hóa tự tại không thiếu gì hết, không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà nếu cái vọng còn thì có nói đến đâu đi nữa thì cũng là nằm trong vọng còn. Tôi chỉ giáo cho các hàng tỳ kheo, Đức Phật nói theo thứ tự đi khất thực. Hồi xưa Đức Phật còn ở Ấn Độ còn sống đó, để dứt trừ lòng tham lam ngã mạn, để thành đạo Bồ Đề. Đã học tới đây quý vị thấy ha, quý vị thấy đi khất thực cái ý nghĩa khất thực. Khất thực là để cái phần chứ là để diệt từ cái lòng tham lam. Bởi vì đi sinh tham tới thì lòng đi tham lam còn gì nữa là tham. Cái thứ hai nữa là ngã mạn. Bởi vì người đã đến sinh người ta ăn rồi thì còn cái non nước là mà ngã mạn nữa.
thấy không? Đó, đó, hai cái đó là hai cái bệnh lớn nhất của người đạo. Mà người đạo mà diệt được hai cái bệnh đó rồi á, đúng. Những cái thời gian chúng tôi có đánh đổi, khi mà những trường nghỉ đó, nó có khi nghỉ 3-4 năm này chúng tôi, vì cái mức độ tu cao thì là cao rồi, cũng là bất tùy phân biệt nữa. Bất tùy phân biệt nghĩa là người ta cho gì mình ăn cái đấy. Đừng có nghĩ rằng đây là tôi muốn đồ ăn ngon nè, mà đây là đồ chiên nó ngon nè, cái đó không có được. Dầu tu như vậy mà có ăn chay cũng vẫn còn là thấp. Chắc không? Nhưng mà hỏi ai được cái ý nghĩa cao hơn? Nhà sư tu tới ý nghĩa đó được chưa? Hay là thí dụ như đưa một món ăn ngon thấy sao nó hơi chưa là khác một chút, mà nếu mà muốn ăn dở thấy nó khác một chút mà còn không được ý nghĩa làm chi? Thì đi khắc thực cái ý nghĩa như thế nào? Ở đây nói tạm nói chữ mà mình có thể mình hiểu được, để giúp từ lòng tham lam ngã mạn để thành đạo Bồ Đề. Bồ Đề giác ngộ, Bồ Đề tiếng Phạn tức là Bồ Đề tức là giác ngộ. Các thầy tỳ kheo không tự nấu ăn, giữ nếp sống thừa tạm bợ trong ba cõi. Sống thừa trong vấn đề ăn để mà sống, sống để mà tu tỉnh, chứ còn không thể đặt nặng cái vấn đề ăn mặc và ở, mà cái gì cũng được. Ở đâu cũng được, dưới gốc cây cũng được, chỗ nào còn ăn sao cũng được, miễn là sao chi lộ cái sắc thân này để mà tu tập thôi. Làm gương chỉ đi về một lần, tức là đi khắp tập đó, đi về có một lần thôi, trong anh đảo đáo lại nữa mới được. Đi rồi không trở lại nữa, nghĩa là khi đi khắp thực là đi dù có dù không cũng đi một lần thôi, chứ cũng không có nên đi làm đâu. Cho nên có nhiều người được cấp thuốc đó, đi tới đâu người ta cũng có, còn có nhiều người đó đi khác quỷ vậy, cũng như thuốc bột vậy đó. Bột mà bột người ta làm theo cái món đồ mà làm cái nhỏ đánh cái nhanh đồ cái bột không dỗ nó làm sao vậy đó. Rồi vậy cũng như hồi xưa họ bọc còn sống rồi ngày tới lộ pháp ngày một tiền liên đi khắp thực, bữa nào mà ngày Anuruddha mà đi với hai ngày đó là bình bát dư đầy như thẳng dư trước giờ đi trở về tỉnh xá Đức Phật. Nhưng mà bữa nào chỉ có một mình ngày Anuruddha đi á thì đi mãn giờ mà bình bát chỉ còn, nghĩa là có một chút nào. Rồi mà bữa nào cũng như vậy đó. Rồi đem cái chuyện đó lên thưa Đức Phật, các vị tỳ kheo thấy cái chuyện cũng đồng chứ, mà ngài Anuruddha chứng ngộ cũng như ngài Sắc Đạo Phật đâu có thua gì, ngài cũng là một trong hàng thượng túc đệ tử, mà sao thấy thật kỳ vậy? Thì Đức Phật nói rằng bởi vì ngài Sắc Đạo Phật thì có tu huệ mà tu cả phước huệ song tu, còn ngài Anuruddha anh hậu đạo đà thì chỉ tu huệ rất nhiều nhưng mà không chịu tu, cho nên ứng cúng bạc, ứng cúng phải mỏng, chỉ bạc là mỏng, không phải là mà, nghĩa là cái sự ứng cúng ít. Do đó cho nên mình nhìn qua mình biết những vị sư tu bây giờ mình, nhưng có những vị sư tu cũng tỉ lưỡng lắm, không phải công đâu nha, tu không đủ ăn, đồ ăn không có, còn đi than thở là tại vì phước kém. Học đạo là hiểu, cho nên phải học đạo là hiểu, có gì các em phiền là trò thân. Làm sao các kẻ giặc mượn pháp phục của đạo Phật, cho nên Phật cho những người đó là giặc đó, mượn pháp phục của đạo Phật buôn bán các đức Như Lai. Cái này nặng này, cái này con này nặng lắm, gây ra các thứ nghiệp hoặc mà lại cho là Phật pháp, tức là chuyện hoặc là nơi nào nghiệp là hành động tốt nghiệp hoặc, lại còn quỷ bán các vị tỳ kheo đầy đủ giới luật xuất gia là đi theo con đường tiểu thừa. Bởi vì người ta phải giữ cho đúng cái đường hướng người ta đi như vậy, nó nhiều khi lại tâm người ta nó đi khinh ba trên ba cũng được. Vì chúng mà làm cho vô số người đời mắt phải nghi lầm nên họ sẽ đột bị đọa vào vô gián địa ngục.
không phải là dễ được vô gián địa ngục. Địa ngục tỷ tẩu không bao giờ xen hở, cho nên gọi là vô gián, luôn luôn, nghĩa là suốt thời gian nhất nhật vạn tử, nhất nhật vạn sanh, một ngày muôn lần chết muôn lần sống, nghĩa là chết rồi gió nghiệp khẩu sống lại, sống lại hành tẩu rồi gió nghiệp khẩu sống lại, như địa ngục vô gián. Sau khi tôi nhập diệt, thằng này mất qua đời đó. Nếu các thầy tỳ kheo nào phát tâm quyết định thực hành theo phương pháp chánh định, biết đứng trước hình tượng Như Lai, chính mình đốt một cây đèn, chính mình lấy thân mình đốt lên như một cây đèn, hay là cái ý nghĩa khác nữa, người ta nói là giữ lấy thanh cao, sống một nước sống hết sức thanh cao, giống như là đốt như một ngọn đèn cho thế gian noi theo. Và cũng có nhiều ngày đốt như và thượng quán đức, thì đó là đốt lên để cho lấy cái ánh lửa đó để mà soi sáng lòng, soi sáng cái vô minh, soi sáng cái tội lỗi, như là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, quỷ bỏ cái thân mạng tứ đại nhơ nhốt này, cái thân mạng mình nó không tốt đâu, dù tu hành mình cũng thấy dưỡng dưỡng chút để mình tu thôi, chứ cái thân mạng mình nó tốt hơn chút lắm. Lớp da này suy nghĩ được kỹ, ở trong cái lớp da này ở tâm nó là một con đẩy da không thôi. Nếu mà nó chắc một cái lớp da này thì có đủ kiểu không, là đủ đóng hết, nào là bầy nhầy bản nhãn, nào máu, nào gân, mà thì cũng dễ sợ lắm. Nếu mà đem ra thì mình không dám ngó cái thân mình nữa, nhờ các lớp da. Nhưng mà người nào thì lại, nếu mà con mắt trí tuệ nhìn nhìn trước thì nó khác à. Quyết tâm định thực hành theo phương pháp chánh định, biết đứng trước hình tượng Như Lai, chính mình đốt một cây đèn hay đốt một khúc ngón tay ở trên thân thể. Tất nhiên có nhiều vị đó, người ta đốt một lắm, hai lắm, ba lắm để cúng dường, để tỏ rằng không thèm sanh trở lại cõi này mà bị đau khổ nữa. Cũng như cái vấn đề mà họ linh thương cúng Phật lúc đầu cũng vậy đó, chứ không phải là có nhiều người ta nói ngầu kỳ, không nói ngầu kỳ, không đi đâu làm, nó làm rớt cái lại là trở lại cái độ sanh không, thì người ta phải được thiền phải. Cái đó tôi được thiền mà thiền cũng với cái ý nghĩa này nè, cái giống ý nghĩa này nè, một khúc ngón tay ở trên thân thể này, thân cho nó thật thân thể, thắp một viên hương đó, cũng viên hương đó, thắp một viên hương trên đầu hoặc là trên cái chỗ nào cũng được. Có nhiều vị sư Nhật đó, họ đốt đây này, họ để như thế này là đốt 3 viên 5 viên là theo cái nghĩa này đó hả. Người Trung Quốc, các vị sư Trung Quốc họ đốt 10 viên thì cũng đã thắp một viên hương, tôi cho người ấy túc trái từ vô thủy, nghĩa là túc trái là gì, tức là trả hết cái nợ từ vô thủy, coi như là không muốn trở lại cõi này nữa để giải thoát, mà muốn trở lại cõi này là vì nguyện lực độ sanh, chứ không phải vì nghiệp lực nó lâu cuốn. Hầu hết chúng sanh tới cõi này là bị nghiệp lực lâu cuốn, nó sai xử mình, chứ mình cũng có quyền sai sử nó. Còn các vị tái sanh á, ta muốn trở lại, ta không cho tài sắc danh thực quyền sai kia, thì mình cứ nghĩ như vậy, đó là khá rồi, thấy không? Túc trái từ vô thủy trong một thời gian ngắn ấy đã trả xong, thời gian ngắn chịu đựng để trả xong, từ biệt thế gian, thoát hẳn các lậu, tức là giải thoát. Người ấy mặc dầu chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, song đối với Phật pháp tâm đã quả quyết, nhất định rồi à, cũng cứ chạy đi đâu nữa hết. Tâm đã quả quyết, nếu không tạo được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì dù cho thành đạo vô vi cũng phải lại sanh làm người, thấy không? Dầu cho mà không có cái nhân nhỏ mọn đó, tất nhiên là đốt cả thân, đốt ngón tay, đốt đầu, đốt gì đó, nghĩa là cái tỏ. Còn sợ nóng quá thì làm sao mà còn muốn trở lại nữa. Trả các nợ trước như là quả báo mã mạch ngày xưa của tôi. Đức Phật có một lúc trả cái quả báo mã mạch,
bả mặt nè, bả mặt ở dưới là cái lúa, cái bắp cho người ăn. Đức Thích Ca ở trong kiếp quá khứ khi còn là một vị phạm chí thường mắng một vị tỳ kheo bệnh, học này một tu mà, rồi sao nó cũng buồn giận thắm mắng, mắng tỳ kheo nó sao cũng bệnh hoài, ông không làm được, báo đầu đấy. Mắng tỳ kheo bệnh nên ăn bắp của ngựa, nghĩa là mắng rồi nói là ông không thích xứng đáng ăn cơm đâu, ông không phải ăn bắp của ngựa mới xứng đáng, bởi vì ông bệnh hoài tháng, ông bệnh hết ba tuần mấy. Cái nghĩa nó vậy đó. Nay thành chánh quả, tức thành Phật, ngài ở tại ấp Tỳ Lan, cái ấp có tên là Tỳ Lan, khất thực không đủ ăn. Sau lúc đó nè, thành Phật rồi mà khất thực không đủ ăn đó, phải ăn bắp cho ngựa ăn. Trong 84 là không thánh một ngày đó, ngày rồi bị ảnh hưởng, ngày đi tới 1250 vị nữa, rồi không có lương thực đủ. Rồi tới đó rồi đây sự tích ấy. Rồi cũng có người nói nó thôi giờ không có, người ta cho đi khách tỉnh cho ăn thêm vô, tôi còn có lúa bắp luôn nữa nè, tôi có ăn, đàn ăn 84 ngày. Tự nói cả cái quả báo đập nữa, đó là như ngày mà còn như vậy đó. Thì bây giờ người thường thì đâu phải là cái quả báo ha. À, quả báo mã mặt ngày xưa của tôi thật không có gì sai khác. Ông gắng chỉ giáo cho người đời tu pháp chánh định, nói với ngày hôm nay. Sau đó là đoạn lòng trộm cướp, ấy gọi là lời chỉ dạy phân minh trong sạch. Quyết định thứ ba của các Đức Như Lai cùng các Thế Tôn trong các đời về trước. Thế nên Tôn giả A Nan, nếu không chấm dứt lòng trộm cướp mà thực hành thiền định thì chẳng khác nào như người đem nước rót vào chén thủng. Chén thủng là chén trong nam có những chén thủng lủng lủng thủng này cũng có tràn đầy, nghĩa là đem nước mà rót vào trong chén mà nó lủng lắm, mà hy vọng cho tràn đầy. Dầu trải qua nhiều năm tháng rất lâu xa, cuối cùng cũng không thể đầy chén được. Nếu các bậc tỳ kheo ngoài pháp y bình bát, ba pháp y bình bát ra, dù vật nhỏ mọn không được tích trữ, khi đi khất thực có dư thì cho lại những ai thiếu thốn. Nếu mà khất thực có dư ai cũng gì cho lại, cho không nên mà chứa nhiều. Các nơi tụ lạc, nghĩa là không nên mà phải cho những người khác. Các nơi tụ lạc, những chỗ nhóm họp đông, nên chắp tay chào hỏi các từng lớp người. Dù bị người đánh mắng cũng xem đồng như kẻ khen ngợi. Tu tập đó, cho nên này có phải là tu xuất thế gian. Chứ nếu mà thường thường tu mà nói biểu tu chữ này tu không được ha. Được đánh mắng, rồi mình cũng coi như người ta khen ngợi mình. Cái gì thấy không? Nhưng mà đánh mắng mình rồi mình tưởng tượng ra là ông khen tôi nè, ông ngợi tôi tới nỗi không? Mà cứ không nỗi như vậy thì định xa bỏ cả thân giả và vọng tâm. Vọng tâm là tôi biết trên bản đó. Trừ thân tứ đại xương máu trở thành sở hữu chung cho chúng sanh. Nghĩa là coi cái thân này, mình sống một cuộc đời lấy thân này để làm lợi cho chúng sanh. Bằng cách này, bằng cách khác, nó lợi. Không khéo nữa là mình cũng có cái thân này, mà rồi chỉ lo cho mình, nó uổng. Thay gì đó mình lo cho mình sống có lý tưởng, sống lợi ích cho chúng sanh. Cho ví dụ tôi nói như là nó thương cái gì rõ. Trên đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu rốt ráo của mình. Cái chỗ này tôi sẽ giảng chữ bất liễu nghĩa. Làm cho người mới học đạo phải lầm lạc thì Như Lai chứng nhận người ấy chánh thức được đại định. Nghĩa là như thế nào? Đem những cái lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai này, thế này, Đức Phật ra đời những năm mà ngài mới thành đạo, ngài nói kinh kinh gì nữa, Phương Đạo, mấy chục năm là ngài phải nói phương tiện hết. Mà đã là phương tiện thì chưa phải là tu tiên.
sao, là tại sao ngài nói phương tiện là bởi vì lúc đó trình độ dân chúng chưa cao. Ngài nói kinh Hoa Nghiêm mới vừa nói có 21 ngày thiên hạ bỏ ngũ thiên thấu tịch, 5.000 người bỏ tiệc giảng ra đi, không thèm nghe, không thèm chào Phật nữa. Ngũ thiên thấu tịch nó cao lắm. Ngài chỉ cái hoa tạng thế giới sùng tùng duyên khởi chúng sanh làm sao hiểu dụng đó. Chính kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật cũng nói trong cái thời phương cuối thời phương đẳng. Do đó cho nên cái kinh Bất Liễu Nghĩa là kinh gì? Tức là thời gian Đức Phật nói cái kinh nó chưa phải tuyệt diệu chân lý, gọi là kinh Bất Liễu Nghĩa, cái nghĩa nó chưa rốt ráo. Nhưng mà khi Đức Phật đã tuyên dương trên 300 thời pháp rồi thì lúc bây giờ dân chúng khắp Ấn Độ, cả ngũ thiên năm xứ Ấn Độ hiểu, cho nên lúc bây giờ ngài mới sàng lại đạo cộng. Ngài nói các giáo lý cao thượng từ Lăng Nghiêm trở lên, tức là cái giáo lý của Liễu Nghĩa. Cho nên kinh có kinh Liễu Nghĩa là kinh Bất Liễu Nghĩa, y liễu nghĩa kinh Bất y Bất Liễu Nghĩa kinh. Mình y theo cái kinh Liễu Nghĩa, đừng nên y theo Bất Liễu Nghĩa. Y pháp Bất y nhân, mình y theo cái giáo pháp thôi, đừng nên y theo người. Có nhiều người họ có khuyết điểm rất ít, không có đến nỗi mà theo cái giáo pháp cho đúng. Y trí Bất y thức, mình y theo cái trí tuệ của mình, đừng thèm y theo cái thức phân biệt. Một gì nữa nè, cái nữa nè, sao y mà nói đúng không phải sai, nhưng mà lại nói nửa việc nửa tài làm lạc. Thì Như Lai chứng nhận người ấy chánh thức được đại định, y theo lời câu nói ra đây thì được gọi là lời nói của Phật. Trái lại như không như lời nói trên, tức là lời nói của thiên ma ba tuần. Bây giờ còn cái nữa, đoạn tâm vọng ngữ, vọng ngữ mệt à. Anh em, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu cẩn thận gìn giữ thân tâm, không dâm dục, không sát sanh, không trộm cướp, cẩn thận ba hạnh ấy, nhưng hãy còn phạm tội đại vọng ngữ, thì chẳng những không bao giờ thu được chánh định trong sạch, mà lại còn thành ra ma ái kiến, lu lờ hậu giống Như Lai. Như Lai là mình có cái bản tánh Như Lai thẳng tánh đó, mình có Như Lai mà hiện bây giờ đây mình chưa thành Đức Như Lai, là kêu là Như Lai tại tiền. Tiền đó là ràng buộc. Mình có Đức tánh Như Lai nhưng mà bị cái sợi dây phiền não nó cột, nó ràng, nó đủ thứ không biết mấy chục lớp. Còn Đức Như Lai đã chặt hết, Đức Phật Như Lai, Thích Ca Như Lai chặt hết cái dây phiền não đó, ngài trở thành Như Lai thực thụ. Còn mình mang đức tánh Như Lai, hộp giống Như Lai, nhưng mà chưa thành cái quả vị cái cây Như Lai. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Đại vọng ngữ là vọng ngữ và đại vọng ngữ. Vọng ngữ là chỉ có nói nói dối thôi, còn đại vọng ngữ là cái này. Chẳng hạn như chưa đắc mà nói là đã đắc, là nghĩa là sao? Chưa đắc đạo mà nói mình đã đắc đạo, chưa chứng gì hết mà nói chúng sanh nó tôi nó cũng ai hướng nào ngon hay là tôi thành nói đó là khi chưa đắc mà nói là đắc, chưa chứng mà nói đã chứng. Ưa thích là bậc cao thượng thứ nhất trên thế gian, luôn luôn lúc nào cũng ưa thích là bậc cao thượng thứ nhất trên thế gian. Đối trước mặt người thì ngã mạn sống cao, đối trước mặt mọi người thì ngã mạn sống cao. Tự cho nay ta đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Quý vị biết quả Tu Đà Hoàn rồi hả? Sơ quả, quả Tư Đà Hàm, nhị quả, quả A Na Hàm, đệ tam quả, quả và quả A La Hán, đệ tứ quả, hoặc quả vị Phật Bích Chi, hay là các quả vị của Bồ Tát Thập Địa. Cái giải chương 63 đó, thập địa là từ sơ địa, địa vị đầu, cho đến thập địa, tức là địa vị thứ 10, pháp văn địa. Với mục đích dối trá và lường gạt thiện tín trong 10 phương, những ai phạm tội đại vọng ngữ như vậy,
gọi là hạng nhất điên ca. Điên ca là danh từ chúng ta có giải với trên chữ điên, điên ca. Không phải điên của mình nói chứ điên ca mình. Hạng nhất điên ca. Tự mình làm tiêu diệt giáo Phật, chẳng khác chi kẻ đem búa chặt gốc cây đa la. Đem búa chặt đứt cái gốc cây đa la thì còn gì sống nổi. Nói chọn. Tôi cho kẻ đó, Phật nói, mất hết căn nhà, không còn thấy biết chi cả. Dĩ nhiên, thấy chưa? Phật nói tới cảnh đó, nói chưa chứng mà nói chứng, chưa ngộ mà nói ngộ, chưa đắc mà nói đắc. Thì quý vị là Phật tử biết được kinh điển thì biết thành thánh. Dĩ nhiên người ấy phải bị chìm đắm mãi nơi sông mê bể khổ, không bao giờ hoàn thành được chánh định huệ. A nan, tôi đã phú chúc cho nhiều vị Bồ Tát và A La Hán sau khi Thế Tôn nhập niết bàn, nên vì nguyện lớn cứu độ chúng sanh ở cõi khổ thế gian, thị hiện nhiều thân ra đời trong thời kỳ mạt pháp, phải thị hiện nhiều hơn thời kỳ mạt pháp, đem hạnh nhiếp quá đồng sự, đem cái hạnh tu để mà nhiếp quá đồng sự, nghĩa là len lỏi trong đại chúng, liên lỏi với chúng sanh để mà độ chúng sanh, tùy thuận theo chúng sanh. Chư vị Bồ Tát và A La Hán hóa thân ấy sẵn sàng, tấm lòng đại từ bi, vị tha cứu đời. Với ba quan điểm là chân, thiện và mỹ, để làm sao cho cái đúng chân lý, làm sao đúng sự thật, làm sao đúng cái chân thiện mỹ cũng như thể tướng dụng của trong đạo Phật. Theo nhân duyên và trình độ của mỗi hạng người mà giải nói cho chúng sanh biết rõ con đường mê ngộ, khổ vui, thiện ác, làm sao cho chúng sanh biết đâu là mê, đâu là ngộ, đâu là khổ, đâu là vui, đâu là thiện, đâu là ác. Để người đời bỏ mê về ngộ, cái ác tuần thiện lìa khổ đắm vui, tuần tử tu tập để tiến tới cảnh giới đại định. Ấy là diều dắt chúng sanh trở về gốc cũ cậu xưa của yên sáng thường còn. Trở về gốc cũ cậu xưa đây là trở về chân tâm, trở về chân tâm sẵn có của mình. Trước đó là mình đi từ chân tâm ra. Cho nên học bộ kinh Lăng Nghiêm mà nếu mà đủ á, quý vị cũng biết con người từ đâu mà đến, vũ trụ từ đâu mà có, con người đến đây để làm việc gì, rồi sẽ đi đâu. Trong bộ kinh Lăng Nghiêm có giải những cái quyển trước thì những quyển thứ năm, thứ tư, thứ sáu chúng tôi có giải. Nếu quý vị mà theo dõi thì chúng tôi sẽ để cho quý vị biết rõ cái đó, biết rõ ai sanh ra loài người, ai sanh ra vũ trụ. Mà câu hỏi đó bên Tây Phương luôn luôn sẽ hỏi quý vị là người Tây Phương, mà hiểu tới đây là phải học đạo sâu chút, nếu càng sẽ nổi. Còn nói cái chuyện như bên Ấn Độ giáo thì nó phạm thiên sanh thì nó quá dễ đi, những đạo khác thì nó làm ra một việc thiên sanh, nhưng mà sanh một cách nào thì trong kinh Lăng Nghiêm có nói tại sao có mình, tại sao có vũ trụ, có thiên giới, có nhân sinh, tại sao có bốn luồng tám kiếp, tại sao có kẻ ngu người khôn, tại sao có kẻ người hai chân, kẻ bốn chân, người không chân, kẻ nhiều chân. Còn Bồ Tát và A La Hán tu tập công đức vô lậu cao cả như vậy, sân thường từ tốn, ta tu rất cao nha, nhưng mà lúc nào cũng từ tốn. Bởi vì dạ thưa các ngài có chứng Bồ Tát chưa? Các ngài từ khi lắc đầu hỏi đó, thưa hỏi nhiều lần ông nói còn nào tự phụ tự đắc, tự cho ta là bậc Bồ Tát hoặc cho là A La Hán cũng không bao giờ nói ra cái máy kiến nhiệm những cái gì mà bí yếu tu tập, bị gì nói ra sợ sai đây. Ra khỏi cửa rồi ba người nói là khác nhau, người có cái kiến thức gì ở trong đó thì tốt ra là khác, người có cái kiến thức khác. Cho nên nhiều khi người ta nói thôi tình thèm nói. Hồi xưa có nhiều vị tổ đã tận khẩu nghiệp tơ ngôn tu lị ma tu lị. Không nói nhiều. Chưa đa ngôn thì đa. Đức Khổng Tử này nói đa ngôn thì đa quá. Nói nhiều thì nói nhiều. Đó là trường hợp khác. Còn là trường hợp mà ở đây nói nè. Cũng không bao giờ nói ra các cái máy tín nhiệm của các đức Phật.
hoặc xem thường tiếng nói chưa học từ các điều quan yếu khi mạng chung, các cái điều quan yếu lắm khi chết, trước khi chết các ngài nói là chút thôi. Cho nên như thế để tu tập trước khi chết, trước khi điểm đạo, trước còn ít lắm, trước khi nhập niết bàn là ngài di chúc lại, trước còn Thích Ca di chúc lại cái gì đó. Không, cái còn không phải là tự xưng còn người đầu mà tôn này là bậc giác ngộ, đó là tại người đầu tôn. Cũng như sự tu tập cũng vậy nữa, tôi thường nói với quý vị ở nhà, theo thông thường thì còn theo bệnh viện nói giáo hậu thì phải có giáo phẩm, giáo quyền gì đó, giáo phẩm tất cả tập tự đó, ví dụ như thầy đức ca tượng tọa hay là các đó, là cái quyền của dân chúng người ta.